Sách Sử Biên Niên Quyển 2 Sử Biên Niên Quyển 2 chương 1 Vua Salomon con vua David nắm vững vương quyền của mình. Đức Chúa Thiên Chúa của vua ở với vua và làm cho vua nên cao trọng tuyệt vời. Vua ngỏ lời với toàn thể Israel, với các vị chỉ huy một ngàn và chỉ huy một trăm quân, các thẩm phán tất cả các thủ lãnh của toàn thể Israel, các trưởng tộc, vua Salomon và toàn thể đại hội, cùng lên nơi cao ở ôn vì ở đó có lều hội ngộ của Thiên Chúa, mà ông mô tôi tớ của Đức Chúa đã làm trong sa mạc. Nhưng hòm bia của Thiên Chúa, thì vua David đã đưa lên từ kirat arim đến nơi vua David đã dọn sẵn vì vua đã dựng lều cho hòm bia ở Jerusalem Còn bàn thờ bằng đồng mà ông Bơ San En Con ông Uri Cháu ông Khua đã làm Thì vẫn còn đó Trước nhà Đức Chúa Ngự Vua Salomon và đại hội đến thỉnh ý Đức Chúa ở đó Vậy vua Salomon tiến lên bàn thờ bằng đồng Trước nhan Đức Chúa Bên cạnh lều hội ngộ Và dâng một ngàn lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ đó đêm ấy thiên chúa hiện ra với vua salomon và phán ngươi cứ xin đi ta sẽ ban cho vua salomon thưa với thiên chúa chính ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với vua david thân phụ con và đặt con lên ngôi kế vị người giờ đây lạy đức chúa là thiên chúa xin cho lời ngài phán với vua david thân phụ con được ứng nghiệm vì ngài đã đặt con làm vua cai trị một dân đông như bụi đất vậy xin ngài ban cho con được khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo dân này vì ai cai quản được dân của chúa một dân lớn như thế này thiên chúa phán với vua salomon vì ngươi có những tâm tư như thế ngươi đã không xin cho được giàu sang phú quý và vinh quang cũng không xin cho những kẻ ghét ngươi phải chết hay cho bản thân ngươi được sống lâu mà chỉ xin cho ngươi được khôn ngoan và hiểu biết để lãnh đạo dân ta dân mà ta đã đặt ngươi làm vua cai trị cho nên ngươi sẽ được khôn ngoan và hiểu biết Hơn nữa Giàu sang phú quý và vinh quang Ta cũng sẽ ban cho ngươi Đến nỗi trước và sau ngươi Không có vua nào sánh với ngươi được Ra khỏi lều hội ngộ Vua Salomon đã rời nơi cao tại ôn mà trở về Jerusalem trị vì Israel. Vua Salomon tập trung xe và ngựa xe có một ngàn bốn trăm cỗ và ngựa có mười hai con vua để chúng ở các thành có xe bên cạnh vua tại jerusalem vua đã làm cho bạc vàng ở jerusalem ra thường như sỏi đá còn bá hương thì nhiều như sung ở miền sơ phê la ngựa của vua salomon được nhập từ ai cập và cơ vê các thương gia của vua đến tận cơ vê mua ngựa theo đúng giá Họ cũng lên Ai Cập mua xe về. Mỗi cỗ 600 bạc. Ngựa thì 150 một con. Họ cũng đứng ra mua bán như vậy cho các vua Khết và các vua Aram. Vua Salomon ra lệnh xây một ngôi nhà kính danh Đức Chúa và xây hoàng cung cho mình. Sử Biên Niên Quyển 2, Chương 2 vua Salomon đã lên danh sách 70.000 phu quân vác, 80.000 thợ đá trên núi và 3.600 đốc công. Vua Salomon sai sứ đến nói với Khi Ram, vua Thành Tia rằng, Xin Ngài cũng giúp tôi, như đã giúp vua David thân phụ tôi, là gửi gỗ bá hương cho thân phụ tôi xây nhà ở. Này, tôi cũng sắp xây nhà kính Đức Chúa thiên chúa của tôi ngôi nhà dành riêng cho người để đốt hương thơm trước nhan người để có bánh tiếng luôn đặt trước mặt người để cứ sáng chiều dân lễ toàn thiêu và dân trong các ngày sa bát các ngày sóc và các lễ kính đức chúa thiên chúa của chúng tôi như đã quy định cho israel đến muôn đời và ngôi nhà tôi sắp xây phải thật nguy nga vì Thiên Chúa của chúng tôi vĩ đại hơn chư thần hết thảy. Thế nhưng, ai nào xây nổi một ngôi nhà cho Chúa vì cả chính tầng trời thâm thẳm cũng không chứa nổi người. Vậy tôi là ai mà dám xây nhà cho Chúa dù chỉ là để đốt hương trước nhan người? Bây giờ, Xin ngài gửi cho tôi tay thợ nào thạo nghề vàng, bạc, đồng, sắt, vải điều, vải đỏ son, vải đỏ thẫm và còn biết chạm trổ những hình nổi. Người đó sẽ làm việc với các thợ lành nghề tôi có sẵn tại Jerusalem và tại Judah do vua David thân phụ tôi để lại. Xin gửi cho tôi gỗ bá hương, gỗ trắc và gỗ đàn hương vùng ly băng. Vì tôi biết, bề tôi của Ngài quen đốn gỗ ly băng. Tôi tớ của tôi sẽ cộng tác với bề tôi của Ngài để chuẩn bị cho tôi thật nhiều gỗ. Vì ngôi nhà tôi sắp xây sẽ nguy nga kỳ diệu. Và đây, tôi sẽ cung cấp cho thợ đốn gỗ 400.000 thùng lúa mì, 400.000 thùng lúa mạch, bốn mươi ngàn thùng rượu nho, bốn mươi ngàn thùng dầu. Đó là lương thực cho bề tôi của Ngài. Khi Ram, vua thành tia, viết và gửi đến vua Salomon lá thư phúc đáp như sau. Vì Đức Chúa thương dân người, nên người mới đặt Ngài làm vua cai trị họ. Và vua Khi Ram nói, Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, đấng tạo thành trời đất đấng đã ban cho vua david một người con khôn ngoan sáng suốt thành thạo và hiểu rộng biết nhiều để xây nhà kính đức chúa và xây cung điện cho mình vậy bây giờ tôi sẽ gửi đến cho ngài một người khôn ngoan hiểu rộng và sáng suốt là khi ram avi mẹ của anh ta là một người phụ nữ họ đang, còn cha là người thành tia. Anh ta biết làm các đồ vàng, bạc, đồng, sắt, đá, gỗ, vải điều, vải đỏ thẫm, trúc bâu, vải đỏ son. Anh còn biết chạm trổ mọi thứ hình nổi và sáng tạo bất cứ tác phẩm mỹ nghệ nào người ta đặt anh sẽ làm việc cùng với các nghệ nhân của Ngài và các nghệ nhân của Chúa Thượng Tôi là David thân phụ Ngài. Giờ đây, lúa mì, lúa mạch, dầu, rượu mà Ngài đã hứa thì xin cứ gửi cho các tôi tớ của Ngài. Chúng tôi sẽ đốn gỗ ly băng theo nhu cầu của Ngài và sẽ đóng bè đem đến gia phô cho Ngài theo đường biển rồi Ngài sẽ liệu chuyên chở lên Jerusalem. Vua Salomon làm sổ thống kê các ngoại kiều cư ngụ trên đất Israel. Theo thống kê phụ vương David đã làm, tất cả được 153.600 người. Trong số này, vua đặt 70.000 làm phu khuân vác, 80.000 làm thợ đá trên núi và 3.600 làm đốc công để điều động dân chúng làm việc. Sử Biên Niên Quyển 2 chương 3 Vua Salomon khởi công xây nhà Đức Chúa tại Jerusalem trên núi Morija, nơi Đức Chúa đã hiện ra với phụ vương David. Đó là nơi vua David đã chuẩn bị. Trước kia là sân lúa của ông Ognan, người Jevut. Vua đã khởi công vào ngày mồng 2 tháng thứ 2, năm thứ tư triều đại vua, đây là kích thước vua Salomon ấn định để xây nhà của Thiên Chúa. Tính theo lối đo cũ, thì chiều dài là 30 thước, chiều rộng 10 thước. Tiền đình ở đằng trước dài 10 thước, bằng chiều ngang của ngôi nhà. Chiều cao là 60 thước, phía trong vua rát vàng ròng. Phòng lớn thì vua ghép gỗ chắc, rồi rát vàng tốt và khắc trên đó những cây trà là và những tràng hoa để tăng thêm vẻ đẹp, vua dùng đá quý rát nhà. Còn vàng thì vua dùng vàng Park va vua rát vàng khắp nhà, xa nhà, ngưỡng cửa, tường và cánh cửa, rồi khắc hình kerubim lên tường. Vua làm nơi cực thánh, chiều dài bằng chiều rộng của ngôi nhà là mười thước, và chiều rộng cũng là mười thước. Rồi rát hết mười tám ngàn ký vàng tốt, đinh cũng bằng vàng tất cả nặng đến nửa ký vua dát vàng cả các phòng lầu nữa tại nơi cực thánh vua làm hai kerubim đó là những tác phẩm điêu khắc bọc vàng cánh các kêrubim cộng lại dài mười thước một cánh của vị thứ nhất dài hai thước rưỡi chạm tường nhà cánh kia cũng dài hai thước rưỡi chạm cánh của kêrubim thứ hai một cánh của kerubim thứ hai dài hai thước rưỡi chạm tường nhà, còn cánh kia thì chạm cánh của kerubim thứ nhất. Hai cánh của hai kerubim xòe ra đo được mười thước. Các vị đứng thẳng, mặt quay vào trong nhà, vua làm màn bằng vải đỏ thẫm, vải điều, vải đỏ son và trúc bâu, và thêu lên đó các kerubim. Trước đền thờ, vua cho dựng hai trụ cao mười bảy thước rưỡi. Trên đỉnh mỗi trụ có một đầu trụ hai thước rưỡi. Vua làm các tràng hoa như những sợi dây chuyền và đặt trên các đỉnh trụ. Vua còn làm một trăm trái thạch lựu và đặt vào các tràng hoa. Vua dựng các cột trụ trước cung hê khan. Một trụ bên phải, một trụ bên trái. Trụ bên phải vua gọi là ra khin. Trụ bên trái là bô áp. Sử Biên Niên Quyển 2, Chương 4 Vua làm một bàn thờ bằng đồng dài 10 thước, cao 5 thước. Vua đúc một bể nước, rộng 5 thước từ mép nọ tới mép kia, hình tròn, cao 2 thước rưỡi. Lấy dây mà đo chu vi của bể, thì được 15 thước. Bên dưới mép bể, có hình những con vật giống con bò vòng quanh bể. Cứ nửa thước là 10 con, khắp chung quanh bể hai hàng bò cùng đúc một lượt với bể bể được đặt trên mười hai con bò ba con quay mặt về hướng bắc ba con quay mặt về hướng tây ba con quay mặt về hướng nam và ba con quay mặt về hướng đông bể đặt bên trên chúng và các phần mông của chúng đều quay vào trong chiều dày của bể là một tấc và mép nó giống như mép một cái chén hình hoa huệ bể chứa được sáu ngàn thùng. Vua làm mười bồn nước và đặt năm chiếc bên phải, năm chiếc bên trái, dùng để thanh tẩy các lễ vật toàn thiêu. Người ta rửa các lễ vật trong các bồn ấy, còn bể nước thì dành cho việc thanh tẩy các tư tế. Vua làm mười trụ đèn bằng vàng, như đã quy định, và đặt trong cung hê khan. Năm trụ bên phải, năm trụ bên trái. Vua làm mười chiếc bàn, đặt trong cung hê khan năm chiếc bên phải năm chiếc bên trái vua làm một trăm bình rẩy bằng vàng vua làm sân các tư tế và sân lớn các cửa sân lớn được dát đồng còn bể nước thì vua đặt ở bên phải về hướng đông nam ông khi ram làm những chiếc vạc những cái xẻng và bình rẩy ông khi ram hoàn thành tất cả công trình mà ông đã thực hiện cho vua salomon trong đền thờ Thiên Chúa. Hai trụ, các bầu của các đầu trụ trên hai đỉnh trụ, bốn trăm trái thạch lựu cho hai màng lưới, mỗi màng lưới hai hàng thạch lựu để bọc hai bầu của các đầu trụ trên đỉnh trụ. Mười cái giàn và mười cái bồn đặt trên giàn, một cái bể và mười hai con bò đỡ phía dưới, những chiếc vạc, những cái sẻng và xiên tất cả các vật dụng này, ông Hiram Avi đã làm bằng đồng đánh bóng để vua Salomon đặt trong nhà Đức Chúa. Vua đúc các vật ấy tại đồng bằng Jordan trên mặt đất sét giữa Sukkot và Sereda. Vua Salomon đã làm các vật dụng ấy nhiều vô kể. Số lượng đồng thì không tính hết. Vua Salomon đã làm tất cả các vật dụng cho nhà của Thiên Chúa. Bàn thờ bằng vàng, bàn đặt bánh tiến cũng vậy các trụ đèn và đèn đều bằng vàng ròng đèn phải cháy sáng trước nơi cực thánh như đã quy định hoa đèn kéo cắt bấc bằng vàng thứ vàng hảo hạng dao bình rẩy chén và bình hương đều bằng vàng ròng về cửa đền thờ thì các cánh cửa bên trong của nơi cực thánh cũng như các cánh cửa đền thờ dẫn vào cung hê khan đều bằng vàng. Sử Biên Niên Quyển 2 chương 5 Thế là hoàn thành toàn bộ công trình đền thờ của Đức Chúa do vua Salomon thực hiện. Vua Salomon đưa vào đó các vật thánh mà vua David, thân phụ ông đã dâng, bạc vàng các vật dụng. Vua đặt các vật ấy trong kho nhà Thiên Chúa bấy giờ vua salomon triệu tập về jerusalem các kỳ mục israel tất cả các người đứng đầu các tri tộc cùng các trưởng tộc con cái israel để đưa hòm bia giao ước của đức chúa lên từ thành vua david tức là sion mọi người israel tập hợp lại bên nhà vua để mừng lễ đó là tháng thứ bảy tất cả các kỳ mục israel đều tới các thầy lê vi thì khiêng hòm bia và đưa hòm bia cũng như lều hội ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong lều lên. Các tư tế và các thầy Lê Vi đưa những thứ ấy lên. Vua Salomon và toàn thể cộng đồng Israel tụ họp lại bên cạnh vua trước hòm bia. Sát tế chiên bò nhiều vô kể không sao đếm nổi. Các tư tế đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa vào nơi đã dành sẵn trong cung đơ vi của đền thờ tức là nơi cực thánh dưới cánh các kêrubim quả vậy các kêrubim xòe cánh ra bên trên hòm bia che phía trên hòm bia và các đòn khiêng các đòn này dài đến nỗi từ cung thánh trước nơi cực thánh có thể nhìn thấy các đầu đòn nhưng từ bên ngoài thì không thấy được các đòn này vẫn còn đó cho tới ngày nay trong hòm bia không có gì ngoài hai bia đá ông mô đã đặt vào đó, trên núi khô khi Đức Chúa lập giao ước với con cái Israel, vào thời họ ra khỏi đất Ai Cập. Sau đó các tư tế ra khỏi cung thánh. Quả thật, tất cả các tư tế có mặt đều đã được thánh hóa, không theo thứ tự ban nhóm. Các thầy Lê Vi làm ca viên có mặt đầy đủ. Asap, hê Heman, Jedutun cùng với con cháu và anh em của họ. Họ mặc trúc bâu, mang não bạt, đàn sắt, đàn cầm, đứng phía đông bàn thờ. Cùng với họ có mươi tư tế thổi kèn. Họ thổi kèn và ca hát, cùng nhau cất tiếng tung hô và ngợi khen Đức Chúa. Họ cất tiếng hát cùng với tiếng kèn, tiếng não bạt và các nhạc cụ khác để tung hô Đức Chúa vì Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Vậy khi các tư tế ra khỏi cung thánh, thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ được vì đám mây. Quả thật vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập đền thờ của Thiên Chúa. Sử Biên Niên Quyển 2 chương 6 bấy giờ vua salomon nói đức chúa đã phán là người sẽ ngự trong đám mây dày đặc nhưng chính con con đã xây cho ngài một ngôi nhà cao sang một nơi để ngài ngự muôn đời rồi vua quay mặt lại chúc lành cho toàn thể cộng đồng israel trong khi cả cộng đồng israel đều đứng vua nói chúc tụng đức chúa thiên chúa của israel đấng đã ra tay hoàn thành điều chính miệng người đã phán với david thân phụ ta rằng từ ngày ta đưa dân ta ra khỏi đất ai cập ta đã không chọn một thành nào trong tất cả các chi tộc israel để xây một ngôi nhà kính danh ta ở đó ta cũng chẳng chọn một người nào làm lãnh đạo israel dân ta nhưng ta đã chọn jerusalem làm nơi cho danh ta ngự và chọn david đứng đầu israel dân ta vậy david thân phụ ta đã có ý xây một ngôi nhà để kính danh đức chúa thiên chúa của israel nhưng đức chúa lại phán với david thân phụ ta ngươi định tâm xây một ngôi nhà để kính danh ta ngươi định tâm như thế là tốt có điều là ngươi sẽ không xây nhà ấy mà con của ngươi kẻ từ lòng ngươi sinh ra chính nó sẽ xây nhà để kính danh ta đức chúa đã thực hiện lời người phán ta đã lên kế vị david thân phụ ta và ngồi trên ngai israel như đức chúa đã phán ta đã xây nhà để kính danh đức chúa thiên chúa của israel nơi đó ta đã đặt hòm bi có giao ước của Đức Chúa, giao ước người đã thiết lập với con cái Israel. Rồi vua Salomon đứng trước bàn thờ Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Israel và giang tay ra. Gia. Vua đã làm một cái bục bằng đồng đặt ở giữa sân, bục dài hai thước rưỡi, rộng hai thước rưỡi, cao một thước rưỡi. Vua đứng trên đó rồi quỳ gối xuống trước toàn thể cộng đồng israel vua giơ tay lên trời và thưa lạy đức chúa là thiên chúa israel trên trời cũng như dưới đất chẳng có thần nào giống như ngài ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ ngài khi họ hết lòng bước đi trước nhan ngài ngài đã giữ lời ngài đã phán với tôi tớ ngài là david thân phụ con vì điều chính miệng ngài phán thì tay ngài đã thực hiện như thấy hôm nay giờ đây lạy đức chúa thiên chúa của israel xin ngài cũng giữ điều ngài đã hứa với tôi tớ ngài là david thân phụ con là bao lâu con cái ngươi giữ đúng đường lối của chúng là bước đi trong lề luật của ta như ngươi đã bước đi trước nhan ta thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngồi trên ngai báo israel vậy lạy đức chúa là thiên chúa của israel xin thực hiện lời ngài đã phán với david thân phụ con có thật thiên chúa cư ngụ với người phàm dưới đất chăng? Này, trời cao thâm thẳm kia còn không chứa nổi ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. lạy đức chúa, thiên chúa của con, xin đoái đến lời tôi tớ chúa cầu xin khẩn nguyện mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ ngài dân trước tôn nhan xin ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này ngày đêm nhìn đến nơi đây vì ngài đã phán danh ngài sẽ ở đấy xin ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ ngài dân ở nơi đây xin nghe lời nài vang của tôi tớ ngài và của Israel dân Ngài dâng lên ở nơi đây từ trời nơi Ngài ngự xin lắng nghe xin lắng nghe và tha thứ nếu có ai xúc phạm đến đồng loại và người ta lấy lời thề độc mà buộc nó phải đến thề trước bàn thờ của Ngài trong đền thờ này thì từ trời xin ngài lắng nghe và hành động xin phân xử cho các tôi tớ ngài là lên án kẻ có lỗi mà bắt đó phải cúi đầu chịu tội còn người vô tội thì ngài minh oan cho họ được vô can nếu israel dân ngài bị quân thù đánh bại vì đã xúc phạm đến ngài và nếu họ trở lại với ngài mà tuyên xưng danh ngài và cầu xin khẩn nài trong đền thờ này thì từ trời xin ngài lắng nghe thứ tha tội lỗi israel dân ngài và đưa họ về đất ngài đã ban cho cha ông họ khi trời đóng lại và không có mưa vì họ đã xúc phạm đến ngài nếu họ cầu nguyện nơi đây tuyên xưng danh ngài bỏ tội lỗi mà trở về vì ngài đã làm cho họ khổ cực thì từ trời xin ngài lắng nghe và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ ngài và cho israel dân ngài để họ thấy con đường lành phải theo và xin cho mưa nhuần tưới xuống trên phần đất ngài đã ban cho dân ngài làm sản nghiệp khi trong xứ có nạn đói kém dịch hạch khi mùa màng hư hoại khi có nạn châu chấu cào cào khi quân thù vây hãm một thành nào của họ trong bất cứ tai họa hay bệnh tật nào mọi lời cầu nguyện khấn sinh của bất cứ ai hoặc toàn thể israel dân ngài dâng lên vì thấy lương tâm cắn rứt mà giơ tay hướng về đền thờ này thì từ trời là nơi ngài ngự xin ngài lắng nghe tha thứ và ban ơn cho mỗi người tùy theo lối sống của họ bởi vì ngài biết lòng họ quả thật chỉ mình ngài biết rõ lòng con cái loài người ngõ hầu họ kính sợ ngài mà bước đi trên đường lối ngài bao lâu họ còn sống trên phần đất mà ngài đã ban cho cha ông chúng con ngay cả với người ngoại kiều không thuộc về israel dân ngài nếu nó từ phương xa tới vì đã được biết danh ngài cao cả bàn tay ngài dũng mãnh và cánh tay ngài dương cao nếu nó đến cầu nguyện trong đền thờ này thì từ trời nơi ngài ngự xin lắng nghe và thực hiện mọi điều kẻ ngoại kiều ấy kêu xin để cho mọi dân trên mặt đất nhận biết danh ngài và kính sợ ngài như Israel dân Ngài và để họ biết là danh Ngài được kêu cầu nơi đền thờ con đã xây lên đây nếu dân Ngài xuất trận chống quân thù theo đường lối Ngài sai họ đi và nếu họ cầu nguyện với Ngài hướng về kinh thành Ngài đã chọn và đền thờ con đã xây kính danh Ngài thì từ trời. Xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét sự công minh cho họ. Nếu họ xúc phạm đến Ngài, thật thì không người nào mà không phạm tội. Khiến Ngài phải thịnh nộ với họ, mà trao họ cho thù địch. Và những kẻ chiến thắng đầy họ sang một xứ xa hay gần. Nhưng rồi ở trên đất lưu đầy, họ hồi tâm trở lại và vang xin Ngài trên đất lưu đầy rằng Chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác. Chúng con thật đáng tội. Nếu trên đất, nơi họ bị lưu đầy, họ hết lòng hết sức trở về với Ngài và cầu nguyện với Ngài hướng về xứ sở Ngài đã ban cho tổ tiên họ, về kinh thành Ngài đã chọn, và đền thờ con đã xây kính danh Ngài, thì từ trời, nơi Ngài ngự, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện vang sinh, mà xét sự công minh cho họ, và tha thứ cho dân Ngài, vì họ đã xúc phạm đến Ngài vậy lạy thiên chúa của con xin ghé mắt nhìn và lắng tai nghe những lời nguyện xin ở nơi này và giờ đây lạy chúa là thiên chúa xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh chúa ngự về chốn nghỉ ngơi lạy đức chúa là thiên chúa ước chi hàng tư tế của ngài mặc lấy sự công chính kẻ hiếu trung với ngài được cất tiếng hò reo Lấy đức chúa là thiên chúa xin đừng xua đuổi đấng ngài đã sức giàu xin nhớ lại những hồng ân ngài đã ban cho david tôi tớ ngài sự biên niên quyền 2 chương 7 vua Salomon cầu nguyện xong, thì có lửa từ trời xuống đốt hết lễ toàn thiêu và các tế vật, và vinh quang của Đức Chúa tràn ngập đền thờ. Các tư tế không thể vào đền thờ của Đức Chúa, vì vinh quang của Đức Chúa tràn ngập đền thờ. Toàn thể con cái Israel thấy lửa tràn xuống, và vinh quang của Đức Chúa ngự trên đền thờ, thì phủ phục xuống đất, mặt sát nền nhà. Họ thờ lạy và tôn vinh Đức Chúa vì Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Vua cùng toàn dân dâng hy lễ trước nhan Đức Chúa. Vua Salomon sát tế hai mươi hai ngàn con bò và một trăm hai mươi ngàn con chiên. Vua cùng toàn dân cung hiến đền thờ của Thiên Chúa. Các từ tế ai lo phận sự nấy còn các thầy lê vi thì sử dụng các nhạc cụ của đức chúa do vua david làm ra để hòa theo những bản thánh ca họ ca ngợi đức chúa vì muôn ngàn đời chúa vẫn chọn tình thương họ hát những bài ca ngợi do vua david sáng tác bên cạnh họ các tư tế thổi kèn còn toàn thể israel thì đứng vua salomon thánh hiến phần giữa của tiền đình ở trước nhà đức chúa Chính tại đây, vua dâng lễ toàn thiêu và mỡ béo của các lễ kỳ an. Vì bàn thờ bằng đồng vua Salomon đã làm, không đủ chứa lễ toàn thiêu, lễ phẩm và mỡ. Dịp này, vua Salomon mừng lễ trong bảy ngày, và cùng với vua có toàn thể Israel, một cộng đoàn rất lớn, gồm những người từ lối vào cửa ải Kha Mát, tới suối Ai Cập kéo về ngày thứ tám một cuộc họp long trọng được tổ chức vì trước đó người ta đã cung hiến bàn thờ trong bảy ngày và mừng lễ trong bảy ngày nữa ngày thứ hai mươi ba tháng thứ bảy vua giải tán dân ai nấy trở về lều mình lòng vui mừng hân hoan vì mọi sự tốt lành đức chúa đã làm cho vua david tôi tớ người và cho israel dân người sau khi vua Salomon hoàn tất đền thờ Đức Chúa và cung điện nhà vua, kể cả mọi công trình vua dự tính thực hiện về đền thờ Đức Chúa và về cung điện nhà vua, thì Đức Chúa hiện ra với vua ban đêm và phán. Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và đã chọn nơi này làm nhà dân hy lễ cho ta. Khi ta để cho trời đóng lại, không cho mưa khi ta truyền cho châu chấu phá hoại đất đai khi ta cho dịch tễ hoành hành trong dân ta nếu dân ta dân vốn kêu cầu danh ta mà biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm nhan ta từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại thì ta từ trời ta sẽ nghe và thứ tha tội lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó từ nay ta sẽ ghé mắt nhìn và lắng tai nghe lời cầu nguyện dâng lên ở nơi đây vì ta đã chọn và thánh hóa nhà này để muôn đời danh ta ngự tại đây ta sẽ để mắt nhìn và để lòng ưa thích nơi này mãi mãi còn ngươi nếu ngươi bước đi trước nhan ta như david thân phụ ngươi mà thi hành mọi điều ta truyền cho ngươi và tuân giữ các chỉ thị và luật pháp của ta thì ta sẽ củng cố ngai vàng của ngươi như ta đã đoan hứa với david thân phụ ngươi rằng Ngươi sẽ không thiếu người cai trị Israel Nhưng nếu các ngươi cháu trở Bỏ các chỉ thị và mệnh lệnh ta đã ban bố cho các ngươi Mà đi làm tôi các thần khác và thờ lạy chúng Thì ta sẽ tiêu diệt các ngươi khỏi phần đất ta đã ban cho các ngươi Còn đền thờ ta đã thánh hóa để kính danh ta ta sẽ loại khỏi nhan ta và sẽ biến thành bia miệng cho mọi dân tộc đàm tiếu đền thờ này dù cao trọng đến đâu cũng sẽ thành đống hoang tàn khiến mọi kẻ qua lại phải sững sờ mà nói tại sao đức chúa đã xử với xứ sở này với đền thờ này như thế và người ta sẽ trả lời Tại chúng đã bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng. Đấng đã đưa tổ tiên chúng ra khỏi đất Ai Cập. Chúng đã gắn bó với các thần ngoại, sụp lại và làm tôi các thần ấy. Nên Đức Chúa đã giáng xuống đầu chúng tất cả những tai họa này. Sử Biên Niên Quyển 2 chương 8 vua Salomon xây đền thờ Đức Chúa và cung điện nhà vua trong 20 năm. Sau đó vua xây lại các thành vua khi Ram đã tặng, rồi định cư con cái Israel tại các thành ấy. Vua Salomon đến Khamat Sova và chiếm lấy nơi ấy. Vua tái thiết tát mo trong sa mạc và tất cả các thành có kho dự trữ vua đã lập trong vùng Khamat. Vua xây lại bếp khô rôn thượng và Bết Khô Rôn Hạ. Đó là những thành có tường lũy kiên cố, cổng đóng then cài. Vua cũng xây lại ba Alat và tất cả các thành có kho dự trữ của vua Salomon. Các thành chứa xe, các thành giữ ngựa, và tất cả những gì vua Salomon muốn xây cất tại Jerusalem, tại Liban, và trong toàn lãnh thổ thuộc quyền vua tất cả những người còn sót lại thuộc các dân khết, Emori, Perizzi, Khivi và Jevut. Những người này không thuộc dân Israel. Những người này đã để lại con cháu chúng trong xứ mà con cái Israel đã không tiêu diệt hết được. Vua Salomon bắt tất cả những người đó phải lao động khổ sai đến ngày nay. Phần con cái Israel Vua Salomon không bắt ai phải làm nô dịch cho vua. Họ là những chiến sĩ, những tướng lãnh, những người chỉ huy chiến xa và kỵ binh của vua. Số viên chức chỉ huy các đốc công của vua Salomon là 250 người, giám sát dân chúng. Vua Salomon đưa công chúa của Pharao từ thành David lên cung điện đã xây cho bà. Vua nói, Vợ ta sẽ không ở trong cung điện của David, vua Israel, vì những nơi đặt hòm bi của Đức Chúa đều là nơi thánh. Từ đó trên bàn thờ vua Salomon đã xây trước tiền đình, vua dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa. Theo nghi thức riêng ông mô đã quy định cho mỗi ngày, vua dâng lễ toàn thiêu các ngày sa bát ngày sắp và ba ngày đại lễ trong năm là lễ bánh không men lễ các tuần và lễ lều chiếu theo luật phụ vương david đã định vua cũng cắt đặt các ban tư tế vào phận sự của họ các thầy lê vi vào công tác ca ngợi chúa và phụ với các tư tế trong nghi thức phụng tự mỗi ngày vua còn cắt đặt người giữ cửa cho mỗi cửa theo từng ban vì đó là lệnh truyền của vua david người của thiên chúa không ai vi phạm một quy định nào của vua David liên quan đến các tư tế, đến các thầy Lê Vi và ngay cả đến các kho báu nữa. Thế là hoàn tất mọi công trình của vua Salomon từ ngày khởi công xây cất nhà Đức Chúa cho tới khi kết thúc. Nhà của Đức Chúa thật là hoàn chỉnh. Bây giờ vua Salomon chạy đi Esion-Geve và Elat bên bờ biển trong đất Edom vua Khiram sai các tôi tớ đưa đến cho vua Salomon tàu bè và những thủy thủ thạo nghề biển. Những người này cùng đi với tôi tớ của vua Salomon đến Ophir, lấy 13 tấn rưỡi vàng đưa về cho vua Salomon. Sử Biên Niên Quyển 2 Chương 9 Nữ hoàng Sơ Va nghe biết danh tiếng vua Salomon thì đến jerusalem đặt câu đố thử tài vua cùng đi với bà là cả một đoàn tùy tùng đông đảo nhiều lạc đà chở đầy hương liệu và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý bà vào hội kiến với vua salomon và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng vua salomon giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra đối với vua salomon không có chuyện gì bí ẩn mà vua không giải đáp cho bà được. Nữ hoàng Sơ Va thấy sự khôn ngoan của vua Solomon và cung điện vua đã xây, những món ăn trên bàn của vua, dinh thự của quần thần, cung cách và trang phục của họ, các vị trước tử và trang phục của họ, các lễ toàn thiêu vua tiến dâng tại đền thờ Đức Chúa. Bà hết hồn, bà nói với vua, những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về Ngài và về sự khôn ngoan của Ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thật ra, người ta cho tôi biết chưa tới một nửa về sự khôn ngoan kỳ diệu của Ngài. Ngài vượt xa tiếng tâm lừng lẫy tôi đã nghe về ngài phúc thay thần dân của ngài phúc thay quần thần của ngài những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài chúc tụng đức chúa thiên chúa của ngài đấng đã ưu ái đặt ngài trên ngôi báu của người để ngài làm vua phục vụ đức chúa Thiên Chúa của Ngài Vì Thiên Chúa của Ngài yêu thương Israel Muốn cho dân này được muôn đời bền vững Nên đã đặt Ngài làm vua cai trị họ Để Ngài thi hành luật pháp và công lý Và bà tặng vua 3.600 ký vàng Một số rất lớn hương liệu và đá quý Chưa từng có thứ hương liệu nào như thứ mà nữ hoàng Sheva đã tặng cho vua Salomon. Cả các tôi tớ của vua Khiram cùng với bề tôi vua Salomon khi mang vàng từ Ophir về cũng đưa gỗ đàn hương và đá quý về nữa. Vua dùng gỗ đàn hương làm bậc thang cho đền thờ Đức Chúa, cung điện nhà vua, đàn lia, đàn hạc cho các ca sĩ. Trước đây trong đất Juda người ta chưa hề thấy thứ gỗ nào như thế vua Salomon tặng lại nữ hoàng sơ va tất cả những gì bà ngỏ ý thích, nhiều hơn cả những gì bà đã mang đến cho vua. Sau đó bà lui gót, cùng với đoàn tùy tùng trở về xứ sở. Số vàng vua Salomon thu nhập hàng năm là 20.000 ký, không kể số vàng và bạc mà khách vãng lai, các thương gia cũng như tất cả các vua Ả Rập và các quan thái thú trong nước đem nộp cho vua. Vua Salomon làm hai trăm chiếc thuẫn lớn bằng vàng gò. Mỗi chiếc thuẫn phải dùng tới sáu ký vàng gò. Vua còn làm ba trăm chiếc thuẫn nhỏ bằng vàng gò. Mỗi chiếc mất ba ký vàng. Và vua đặt các thuẫn ấy trong cung rừng ly băng. Vua lại làm một cây ngai lớn bằng ngà và rát vàng rồng. Ngai có sáu cấp và một cái bệ chân bằng vàng. Hai bên chỗ ngồi có tay tựa đứng sát tay tựa là hai con sư tử, và mười hai con sư tử đứng trên sáu cấp ở hai bên. Chẳng vương quốc nào làm được như thế. Tất cả các chén để uống của vua Salomon đều bằng vàng, và tất cả các vật dụng trong cung rừng Lý Băng cũng bằng vàng ròng. Vì thời vua Salomon, bạc không có giá trị gì cả. Quả vậy, vua Salomon có một đoàn tàu đi tác xít cùng với các tôi tớ của vua khi ram và cứ ba năm một lần đoàn tàu tác xít đến mang theo vàng bạc ngà khỉ và công vua salomon là người trổi vượt hơn tất cả các đế vương trên mặt đất về sự giàu có và khôn ngoan tất cả các vua trên mặt đất đều mong diện kiến vua salomon để được nghe sự khôn ngoan mà thiên chúa đã ban cho vua mỗi vị đều mang lễ vật Đồ bạc, đồ vàng, y phục, vũ khí, hương liệu, ngựa và lừa, cứ thế từ năm này qua năm khác. Vua có bốn ngàn ngăn chuồng, chứa ngựa và xe, với mười hai ngàn ngựa cỡi, để ở các thành có xe, và để ở cạnh vua tại Jerusalem. Vua thống trị tất cả các vua từ sông cả đến đất của người Philippines, và mãi cho tới ranh giới Ai Cập nhiều vua mà bạc ở jerusalem ra thường như sỏi đá còn ba hương thì nhiều như vả ở miền sơ phê la ngựa của vua salomon là giống ngựa được nhập từ ai cập và từ khắp mọi nước các chuyện khác về vua salomon từ những việc đầu tiên đến những việc cuối cùng đều đã được ghi chép trong sự biên niên của ngôn sứ nathan trong sách ngôn sứ của ông akhira người silo trong các thị kiến của thầy chiêm Jedo dưới thời vua Jarob Am, con ông Nơ-vát, Vua Salomon trị vì toàn thể Israel tại Jerusalem được 40 năm. Vua Salomon đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong thành David thân phụ vua và thái tử Rơ Kháp Am lên ngôi kế vị vua. Sử biên niên quyển 2, chương 10, Rơ kháp Am đi Shechem, vì toàn thể Israel tụ họp ở Shechem để tôn ông lên làm vua. Lúc ấy, Jarob Am, con ông Nơ Váp, nghe biết chuyện ấy. Ông đang ở bên Ai Cập vì ông đã trốn vua Salomon sang đó. Ông liền bỏ Ai Cập trở về. Người ta cho mời ông Jarob Am. Ông và toàn thể Israel tới. Họ thưa với rơ kháp Am rằng Phụ vương ngài đã bắt chúng tôi mang một cái ếch quá nặng. Bây giờ nếu ngài giảm bớt khổ dịch và ếch nặng nề phụ vương đã đặt trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch ngài. Vua nói với họ: Ba ngày nữa các ngươi trở lại gặp ta. Dân chúng liền rút lui. Vua rơi khắp am bàn hỏi với các kỳ mục là những người đã từng hầu cận phụ vương Salomon khi vua này còn sống. Vua Rơ Kháp Am nói, Các người góp ý với ta thế nào? Để ta còn trả lời cho dân này. Họ thưa với vua, Nếu ngài xử tốt với dân, chiều lòng dân, dùng lời lẽ ôn tồn mà nói với dân, thì dân sẽ làm tôi ngài mãi mãi nhưng vua không đếm xỉa gì đến ý kiến các kỳ mục đưa ra lại đi bàn hỏi với đám người trẻ là những bạn thiếu thời hiện đang hầu cận vua vua nói với họ các ngươi góp ý với ta thế nào để ta còn trả lời cho dân này vì nó đã nói với ta rằng xin ngài giảm bớt cái ách nặng phụ vương đã đặt trên chúng tôi đám người trẻ những bạn thiếu thời của vua thưa vua rằng ngài sẽ trả lời cho dân đã từng nói với ngài phụ vương ngài đã đặt ách nặng trên chúng tôi nhưng xin ngài giảm bớt cho chúng tôi <laughs> xin ngài nói với chúng thế này ngón tay nhỏ của ta còn lớn hơn cả lưng của phụ vương ta vậy phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi còn ta ta chất cho nặng hơn nữa phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi. Còn ta, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp. <laughs> ngày thứ ba, Ra Róc Am cùng toàn dân đến yết kiến vua Rơ Kháp Am như vua đã hẹn rằng. Ba ngày nữa, trở lại gặp ta. Vua trả lời cứng cỏi với họ. Vua Rơ Kháp Am không đếm xỉa gì đến ý kiến các kỳ mục, nhưng nói với họ theo ý kiến đám người trẻ rằng phụ vương ta đã đặt ít nặng trên các ngươi còn ta ta chất nặng hơn nữa trên các ngươi phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi còn ta ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp thế là vua không chịu nghe dân thiên chúa đã để như vậy cho lời đức chúa được ứng nghiệm lời mà người đã dùng ông Akhijahu, người Silo mà phán với ông Jarob Am, con ông Nevat. Khi toàn thể Israel thấy vua không thèm nghe họ, thì dân đáp lại vua rằng, Chúng tôi có liên hệ chi với David? Chẳng có phần gì với con của Jesse. Israel ơi, ai về liều đấy? Này David, hãy liệu lấy nhà của ngươi. Rồi toàn thể Israel rút về lều. Còn con cái Israel cư ngụ tại các thành của Judah thì vua Rơ Kháp Am vẫn làm vua cai trị họ. Vua Rơ Kháp Am cử ông Hadoram phụ trách việc dân công. Nhưng con cái Israel ném đá ông chết và ông đã chết. Còn vua Rơ Kháp Am thì vội vã lên xe trốn về Jerusalem. Thế là Israel ly khai với nhà David cho tới ngày nay. Sử biên niên quyển 2 chương 11 về tới Jerusalem, vua Rơ Kháp Am tập họp nhà Juda và chi tộc Benjamin, được 180.000 quân tinh nhuệ để giao chiến với Israel và thu hồi vương quốc về cho Rơ Kháp Am. Nhưng có lời Đức Chúa phán với ông Sơ Ma -ja người của Thiên Chúa rằng, Hãy nói với Rơ Kháp Am con của Salomon vua Juda với toàn thể Israel tại Juda và tại Benjamin rằng, Đức Chúa phán thế này. Các ngươi không được lên giao chiến chống anh em các ngươi. Ai nấy cứ về nhà mình, vì mọi chuyện là do ta. Họ nghe lời Đức Chúa và quay về, không đi đánh vua Jarob-am nữa. Vua rơ khắp am ngự tại Jerusalem và xây dựng một số thành trì kiên cố tại Judah. Các thành đó là Belem, Etham, Tơ Cô A, Bết Xua, Sô Adulam, Gát, Maresha, Zip, Adorajim, Lachit, Azeka, Sorea, Aijalon và Kebron. Các thành ở Juda và Benjamin này đều là những thành trì vững chắc. Vua củng có các thành trì ấy đặt trấn thủ, lập kho dự trữ lương thực, dầu và rượu thành nào cũng có nhiều khiên thuẫn giáo mác và lực lượng được tăng cường tối đa thế là judah và benjamin hoàn toàn thần phục vua các tư tế và các thầy lê trong toàn cõi israel đều từ khắp nơi về quy thuận vua quả thế các thầy lê đã từ bỏ đồng cỏ và tài sản của mình để đến judah và jerusalem vì vua jarob am và con cái ông không cho họ thi hành chức tư tế phục vụ đức chúa nữa nhưng vua tự tiện cắt đặt các tư tế phục vụ các nơi cao mà thờ những con dê con bò vua đã làm ra từ mọi tri tộc israel những kẻ để lòng tìm kiếm đức chúa thiên chúa của israel đều theo các thầy lê vi kéo về jerusalem để dâng lễ cho đức chúa thiên chúa của tổ tiên mình họ làm cho vương quốc juda thêm vững mạnh và trong ba năm liền họ phò vua rơ kháp am con vua salomon vì trong ba năm đó vua đã đi theo con đường của vua david và vua salomon vua rơ kháp am kết hôn với cô ma lát cha cô là ông jerimoth con vua david và mẹ cô là bà avi khajin bà này là con ông eliab và là cháu ông jesse Bà Ma Kha Lát sinh cho vua những người con sau đây. Rơ Út, Sơ mát Ra, Gia Ham. Sau bà Ma Kha Lát, vua còn kết hôn với cô Ma A Kha, ái nữ của ông Áp Bà Ma A Kha sinh cho vua những người con sau đây. Avija, Attai, Ziza và solomit. Vua Rơ Kháp Am yêu bà Ma A Kha, ái nữ của ông Áp hơn tất cả các bà vợ và các cung phi của vua. Quả thật, vua có đến 18 bà vợ, 60 cung phi, 28 con trai và 60 con gái. Vua Rơ Am đặt hoàng tử Avija con bà Ma A -kha làm thái tử đứng đầu các anh em ông để kế vị vua sau này. Vua đã khôn khéo phân tán một số hoàng tử đi tất cả các thành trì có đồn lũy kiên cố trong khắp miền đất Juda và Benjamin. Vua cung cấp thật rồi giao lương thực và cưới nhiều vợ cho các ông. Sử Biên Niên Quyển 2 chương 12 Củng cố được vương quốc và trở nên hùng mạnh rồi. Vua Rơ Kháp Am bỏ lê luật của Đức Chúa, khiến toàn thể Israel cũng theo gương. Vì họ bất trung với Đức Chúa như thế, nên năm thứ năm triều vua Rơ Kháp Am vua ai cập là si sắc đã tiến đánh jerusalem từ ai cập ông kéo theo một ngàn hai trăm chiến xa sáu mươi ngàn ngựa và một đạo quân đông vô kể gồm những người libya sukki và cút chiếm các thành có đồn lũy kiên cố và tiến về jerusalem bấy giờ ngôn sứ sơ ma ra vào gặp vua rơ kháp am và các thủ lãnh của Judah đang tập họp về Jerusalem để trốn tránh vua si sắc. Ngôn sứ nói với họ, Đức Chúa phán thế này, các ngươi đã bỏ ta, thì ta, ta cũng bỏ mặt các ngươi trong tay si sắc. Các thủ lãnh Israel liền cùng với vua hạ mình xuống và tuyên xưng rằng, Đức Chúa thật công minh. Khi Đức Chúa thấy họ hạ mình xuống, thì người phán bảo ông Sơ Ma Ra rằng, Chúng đã hạ mình xuống, ta sẽ không tiêu diệt chúng nữa, ta sẽ sớm cho chúng thoát nạn. Cơn thịnh nộ của ta sẽ không giáng xuống Jerusalem qua tay si sắc, thế nhưng chúng sẽ phải làm tôi nó, và chúng sẽ biết thế nào là phụng sự ta và thế nào là làm tôi chư quốc. Vậy, si sắc vua ai cập tiến đánh jerusalem và chiếm đoạt các kho tàng trong đền thờ đức chúa cũng như kho tàng trong hoàng cung ông lấy hết ông chiếm đoạt những khiên thuẫn bằng vàng vua salomon đã làm vua rơ kháp am làm những khiên thuẫn bằng đồng để thay thế và giao cho các người chỉ huy thị vệ canh gác cửa hoàng cung mỗi khi vua vào đền thờ đức chúa thì các thị vệ mang ra rồi lại đưa về phòng thị vệ. Vì vua hạ mình xuống, nên đã tránh được cơn thịnh nộ của Đức Chúa và không bị hoàn toàn tiêu diệt. Và lại, ở Juda vẫn còn có những điều tốt lành. Vua Rơ Kháp Am củng cố được ngai vàng tại Jerusalem và tiếp tục trị vì. Khi lên ngôi, vua Rơ Kháp Am được 41 tuổi. Vua trị vì 17 năm tại Jerusalem là thành đô Đức Chúa đã chọn làm nơi đặt danh người trong tất cả các chi tộc Israel. Thân mẫu vua là bà Naama, người Ammon. Vua đã làm sự dữ vì đã không để lòng tìm kiếm Đức Chúa. Các sự việc đời vua rơ khắp am, từ những việc đầu tiên đến những việc cuối cùng, đã chẳng được ghi chép trong sự biên niên của ngôn sứ Sơ Ma Ra và của thầy chiêm ít đô sao. Các cuộc giao tranh đã không ngừng xảy ra giữa vua Rơ Kháp Am và vua Ra Róp Am. Vua Rơ Kháp Am an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong thành Đá Vít. Con vua là vi lên ngôi kế vị. Sử Biên Niên Quyển 2 chương 13 Năm thứ 18 triều vua Ra Róp Am, Avi lên làm vua Judah và trị vì tại Jerusalem ba năm thân mẫu vua là bà Mikhajahu, ai nữ ông Urien, người Gip A. Chiến tranh đã diễn ra giữa vua Avija và vua Jarob Am. Vua Avija ra trận cùng với một lực lượng tinh binh, gồm 400.000 quân. Còn vua Jarob Am thì đem một lực lượng tinh nhuệ, gồm 800.000 quân thiện chiến, ra dàn trận chống lại. Bấy giờ vua Avija đứng trên ngọn Sơ Marajim, trong vùng núi ephraim lên tiếng nói jarob am và toàn thể israel hãy nghe đây đức chúa thiên chúa của israel bằng một giao ước không ai phế bỏ được đã ban quyền cai trị israel đến muôn đời cho vua david cho chính người và cho con cháu người các ngươi chẳng biết sao thế mà ra am con nơ vát tôi tớ vua salomon con vua david đã dây loạn chống chúa thượng mình những tên hạ tiện những đứa vô loài đã tòa rập với y lấn lướt vua rơ khắp am con vua salomon vua rơ khắp am còn trẻ người non dạ không địch nổi chung Bây giờ các ngươi lại bô bô cả quyết chống chọi được với vương quyền của Đức Chúa mà dòng họ vua David đang nắm giữ. Quả các ngươi là một bè lũ đông đảo. Lại còn có những con bò vàng Jarob Am đã tạo ra cho các ngươi tôn làm thần. Ai chẳng biết rằng các ngươi đã trục xuất các tư tế của Đức Chúa. Con cháu ông Aharon và các thầy lê vi nữa để rồi tự tiện đặt những tư tế theo thói các dân ngoại vì bất cứ ai mang một con bê với bảy con dê đến xin tân phong là được làm tư tế liền để phục vụ cái không phải là thần thánh gì cả còn với chúng ta đây thì thiên chúa chúng ta thờ chính là đức chúa chúng ta đã không từ bỏ người các tư tế phụng sự Đức Chúa phải là con cháu ông Aharon. Các thầy Lê Vi thì lo phục vụ. Các vị ấy cứ mỗi sáng mỗi chiều dân lễ toàn thiêu kính Đức Chúa đốt hương thơm ngào ngạt trưng bánh tiếng trên bàn thanh sạch. Còn những ngọn đèn trên cây đèn vàng thì cứ chiều chiều lại đốt lên quả thật chúng ta vẫn giữ những điều đức chúa thiên chúa chúng ta truyền còn các ngươi chính đức chúa các ngươi cũng bỏ đây thiên chúa ở với chúng ta để dẫn đầu chúng ta các tư tế của người với chiếc kèn xung trận sẵn sàng thổi lên chống các ngươi hỡi con cái israel đức chúa là thiên chúa tổ tiên các ngươi giao chiến chống lại người. Các ngươi sẽ thất bại. Trong khi đó, vua ra róp am sai toán phục kích, đi bọc hậu quân Juda. Như thế, cánh quân chính thì đối diện với quân Juda, còn toán quân phục kích thì ở đằng sau họ. Khi quân Juda quay lại, bỗng thấy mình bị đánh cả trước lẫn sau, liền kêu lên Đức Chúa. Các tư tế thì thổi kèn quân Juda hò hét xung phong và trong lúc quân Juda hò hét như vậy thì Thiên Chúa đánh bại vua Jarob Am và toàn thể Israel trước mặt vua Avija và Juda. Còn cả Israel chạy trốn quân Juda nhưng đã bị Thiên Chúa trao nộp vào tay những người này. Vua Avija và quân đội của vua đã giáng cho chúng một đoàn chí tử. 500.000 tinh binh của Israel đã tử trận. Trong trận ấy, con cái Israel bị hạ nhục. Còn con cái Juda thì trở nên mạnh mẽ hơn, vì họ đã tựa nương vào Đức Chúa Thiên Chúa tổ tiên của họ. Vua Avijah truy kích vua Jarob Am, và chiếm được của ông các thành sau đây: beth en và các vùng phụ cận, Roshana và các vùng phụ cận, Ebron và các vùng phụ cận. Suốt triều đại vua Avijah, vua Jarob Am không khôi phục được sức mạnh nữa. Vua bị Đức Chúa đánh phạt và đã chết. Vua Avijahu ngày càng thêm mạnh. Vua lấy 14 người vợ, được 22 con trai và 40 con gái. Các chuyện còn lại về vua Avija, đường lối vua theo, các việc vua làm đã được ghi chép trong sách chú giải của ngôn sứ Ít Đô vua Avija đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong thành David. Con vua là Asa lên ngôi kế vị. Dưới triều đại vua, xứ sở được yên hàn trong mười năm. Sử Biên Niên Quyển 2, chương 14 Vua Asa làm điều tốt lành và ngay chính trước mắt Đức Chúa Thiên Chúa của vua. Vua dẹp bỏ các bàn thờ của ngoại kiều và các nơi cao, phá hủy các trụ thờ và các cột thờ. Vua khuyên người Judah tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa Tổ tiên họ, thi hành lệ luật và huấn lệnh của người. Vua dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thiên khỏi các thành Judah. Dưới triều vua, vương quốc được yên hàn. Vua xây các thành kiên cố tại Judah, vì xứ sở được yên hàn sở dĩ trong các năm đó vua không phải đương đầu với một cuộc chiến tranh nào cả là vì đức chúa đã ban cho đất nước được an bình vua nói với người juda ta hãy tái thiết các thành ấy xây tường lũy chung quanh dựng tháp làm cửa với then cài đất nước còn thuộc về chúng ta vì chúng ta vẫn tìm kiếm Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta tìm kiếm người, nên người ban cho chúng ta được tư bề yên ổn. Vậy họ đã tái thiết và đã thành công. Vua Asa có một đạo quân gồm 300.000 người Juda biết mang thuẫn lớn và giáo, và 280.000 người Benjamin, dùng thuẫn nhỏ và bắn cung. Tất cả những người ấy đều là những bậc anh hùng dũng sĩ. Bây giờ Gerak người Cút xuất hiện, chống phá họ với một đạo quân gồm một triệu người và ba trăm chiến xa. Y đã đến tận Maresha. Vua Asa ra nghênh chiến và dàn trận tại thung lũng Sơ Pha Tha gần Maresha. Vua Asa lên tiếng kêu cầu Đức Chúa Thiên Chúa của mình lạy đức chúa khi ngài muốn cứu giúp thì đối với ngài chẳng có chi khác biệt giữa người mạnh và người yếu lạy đức chúa là thiên chúa chúng con xin cứu giúp chúng con vì chúng con nương tựa vào ngài và nhân danh ngài mà chúng con giáp chiến với lũ đông này lạy đức chúa Chính Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Xin đừng để cho phàm nhân nào chống lại được với Ngài. Đức Chúa đã đánh bại người cút trước mặt vua Asa và trước mặt Juda. Những người cút đã trốn chạy. Và vua Asa cùng với quân đội của vua đuổi đánh chúng cho tới ghê ra. Quân cút ngã quỵ, không còn ai sống sót. Chúng bị đánh tan trước nhan Đức Chúa và trước doanh trại của người người ta đã thu được thật nhiều chiến lợi phẩm họ cũng đánh chiếm tất cả các thành chung quanh gera vì đức chúa đã giáng kinh hoàng xuống các thành ấy họ cướp phá tất cả các thành ấy vì chiến lợi phẩm ở đó rất nhiều họ còn đánh chiếm cả các trại súc vật cướp lấy vô số chiên cừu và lạc đà rồi rút về jerusalem Sử Biên Niên Quyển 2, chương 15 Được thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy, ông Azak Jahu, con ông Odet, ra đón vua Asa và thưa. Xin vua Asa và toàn thể Juda cùng Benjamin, hãy nghe tôi. Đức Chúa ở với các ngài, khi các ngài ở với Đức Chúa, nếu các ngài tìm kiếm đức chúa người sẽ cho các ngài được gặp còn nếu các ngài lìa bỏ đức chúa đức chúa sẽ lìa bỏ các ngài một thời gian dài israel đã không có thiên chúa thật không có tư tế dạy bảo cũng chẳng có lề luật nhưng trong cơn quẩn bách israel đã trở về với đức chúa thiên chúa của mình đã tìm kiếm người và người đã cho gặp trong thời gian ấy kẻ ra người vào đều không được bình an vì trăm cây nghìn đắng đã đổ trên tất cả cư dân các nước dân này nước nọ thành này thành khác đã đụng nhau ác liệt vì thiên chúa đã dùng đủ mọi thứ khốn quẩn làm cho chúng tán loạn. Nhưng các ngài cứ can đảm lên. Đừng để cho tay mình bỗng rủng, vì công lao của các ngài sẽ được đền đáp. Khi vua Asa nghe biết những điều ấy và lời của ngôn sứ Azak Jahu, con ông Odet, thì vua được thêm can đảm. Vua liền dẹp bỏ các đồ ghê tởm khỏi toàn cõi Judah và Benjamin khỏi các thành vua đã chiếm được trong vùng núi Ephraim, rồi làm mới lại bàn thờ Đức Chúa ở trước tiền đình của Đức Chúa. Vua tập họp mọi người Judah và Benjamin, cùng những người thuộc Ephraim, Menashe và Simeon cư trú giữa họ. Quả thật có nhiều người đã bỏ Israel mà ngả theo vua. Khi thấy Đức Chúa Thiên Chúa Vua Thờ ở với vua, họ tập họp ở Jerusalem vào tháng thứ ba năm thứ mười lăm triều vua Asa, ngày hôm ấy họ lấy một phần chiến lợi phẩm đã mang về, gồm bảy trăm con bò, bảy ngàn con chiên, đem sát tế dân Đức Chúa. Họ lấy giao ước mà cam kết sẽ đem hết tâm hồn tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông họ. bất cứ ai không tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel sẽ phải chết, dù là trẻ nhỏ hay người lớn đàn ông hay đàn bà. Họ lớn tiếng thề với Đức Chúa như vậy, rồi hò reo, thổi kèn và rút tù và in ỏi. Toàn thể Juda phấn khởi vui mừng về lời thề đó, vì họ đã đem hết cả tâm tình của họ mà thề. Họ hoàn toàn tự nguyện tìm kiếm Đức Chúa, và người đã cho họ được gặp người. Đức Chúa cũng cho họ được tư bề yên ổn. Ngay cả bà nội của vua Asa là ma a -kha, cũng bị vua cách chức quốc mẫu vì bà đã làm một vật kinh tởm kính thần Asera. Vua Asa phá hủy vật kinh tởm đó, tán nhuyễn rồi đem đốt trong thùng lũng khí rôn. Các nơi cao tuy chưa biến khỏi Israel, nhưng vua Asa vẫn suốt đời chọn tình vẹn nghĩa. Vua đưa vào đền thờ thiên chúa các vật thánh mà vua cha cũng như chính vua dâng cúng, bạc vàng và các vật dụng không có cuộc giao tranh nào nữa cho đến năm thứ ba mươi lăm triều vua asa sử biên niên quyển 2 chương 16 năm ba mươi sáu triều vua asa ba sa vua israel tiến đánh juda vua kiến thiết Rama để không cho ai ra vào liên lạc với asa vua juda bấy giờ vua asa lấy bạc vàng trong kho tàng của đền thờ Đức Chúa và của Hoàng Cung, rồi sai người đến với Ben Hadad, vua Aram, đang cư ngụ tại Đa Mát, và nói rằng, Nên có hiệp ước giữa tôi với Ngài, cũng như giữa thân phụ tôi với thân phụ Ngài. Đây, tôi xin gửi bạc vàng tặng Ngài. Xin Ngài hủy bỏ hiệp ước giữa Ngài với Ba Sa vua Israel để ông ấy bỏ tôi mà rút về. Vua Ben Hadad nghe lời vua Asa và sai các vị chỉ huy quân đội đánh các thành của Israel. Vua đánh chiếm Ijon, Dan, Aven Majim, tất cả các kho lương thực của các thành thuộc Naphtali. Nghe biết chuyện này, vua Ba Sa ngưng kiến thiết Rama và đình chỉ công trình của mình. Bấy giờ vua Asa đem toàn dân Juda đến Rama, Họ lấy đi đá, gỗ mà vua Ba Sa dùng để xây cất. Vua lấy những thứ ấy mà kiến thiết Geva và Mitpa. Lúc bấy giờ, thầy chiêm Khanani vào yết kiến Asa, vua Juda và thưa. Vì Ngài đã nương tựa vào vua Aram, chứ không nương tựa vào Đức Chúa, Thiên Chúa của Ngài. Nên lực lượng của vua Aram đã vụt khỏi tay Ngài quân cút và quân libya đã chẳng là một lực lượng hùng hậu với rất nhiều xe và ngựa đó sao thế mà khi ngài nương tựa vào đức chúa thì người đã trao chúng vào tay ngài bởi vì đức chúa đưa mắt rảo khắp hoàn cầu để gia tăng sức mạnh cho những ai giữ lòng trung nghĩa với người trong trường hợp này Ngài đã xử sự như một kẻ điên rồ, nên từ đây, ngài sẽ phải luôn luôn đối đầu với chiến tranh, bực tức với thầy chiêm, vua Asa bắt ông bỏ tù và cùng ông lại. Vua nổi giận với ông vì chuyện đó. Cũng trong thời gian này, vua Asa đàn áp một số người khác nữa trong dân. Các chuyện về vua Asa, từ những việc đầu tiên đến những việc cuối cùng, đều được ghi chép trong sách các vua Juda và Israel. Năm 39 triều vua, vua Asa bị đau chân, bệnh tình rất trầm trọng. Thế nhưng trong cơn bệnh, thay vì tìm kiếm Đức Chúa, vua lại tìm đến các thầy lang. Vua Asa an nghỉ với tổ tiên, vua qua đời sau 41 năm trị vì. Vua được chôn cất trong ngôi mộ, đã đục sẵn trong thành vua David người ta đặt thi hài trong chiếc long sàng đầy dầu thơm và đủ loại hương liệu được pha chế theo kỹ thuật sản xuất thuốc thơm và để tỏ lòng tôn kính vua người ta đốt thật nhiều hương sử biên niên quyển hai chương 17 thái tử Phát lên kế vị vua cha củng cố quyền hành nhằm đối phó với israel vua bố trí quân đội tại tất cả các thành kiên cố trong nước Juda, đặt các chấn thủ trong nước Juda và tại các thành mà phụ vương Asa đã chiếm được của Ephraim. Đức Chúa ở với vua Jehoshaphat, vì vua đi theo đường lối mà xưa kia, vua David tổ tiên vua đã đi. Vua không tìm kiếm các ba an. Quả thật, vua đã tìm kiếm thiên chúa của thân phụ và đã bước đi theo các huấn lệnh của chúa chứ không bắt chước hành động của israel đức chúa giúp vua nắm vững vương quyền trong tay toàn thể juda dâng cho vua nhiều lễ vật nên vua rất mực giàu có vinh quang vua can đảm bước đi trên đường lối của đức chúa tiếp tục dẹp bỏ các nơi cao và các cột thờ khỏi juda năm thứ ba triều vua vua sai các quan chức ben khajin ô ra -ja, dơ khác ra -ja, nơ than en và mi kha -ja đi giảng dạy tại các thành juda cùng đi với họ có các thầy Lêvi sau đây sơ ma Jahu, nơ than ra -ja dơ vát asahen -ja sơ mi ra mốt adonijahu Ad tovijahu top Adonija cùng với các thầy Lê Vi ấy, còn có các tư tế Elisama và Jehoram. Họ giảng dạy ở Judah, mang theo mình sách luật của Đức Chúa. Họ rào khắp các thành của Judah và giảng dạy dân chúng. Đức Chúa giáng kinh hoàng xuống trên các vương quốc chung quanh Judah, nên chúng không gây chiến với nước này. Có những người Philippines còn đem tặng phẩm và một số bạc lớn đến triều cống vua Jehoshaphat, cả người Ả Rập cũng mang tặng vua nhiều chiên dê, bảy ngàn bảy trăm chiên và bảy ngàn bảy trăm dê. Như thế, vua Jehoshaphat ngày càng trở nên giàu mạnh. Vua xây tại Juda nhiều pháo đài và các thành làm kho lương thực. Tại các thành xứ Judah, vua có nhiều của dự trữ. Còn tại Jerusalem, vua có đông đảo chiến binh đó là các anh hùng dũng sĩ họ được phân cấp theo gia tộc như sau ở juda các tướng lãnh coi ngàn quân có ông adna chỉ huy ba trăm ngàn anh hùng dũng sĩ dưới quyền ông có ông jeho khanan chỉ huy hai trăm ngàn dưới quyền ông có một người tình nguyện phục vụ đức chúa đó là ông amad -ja. con ông zikri chỉ huy hai trăm ngàn anh hùng dũng sĩ. Thuộc Benjamin, vị anh hùng dũng sĩ Enjada, chỉ huy hai trăm ngàn quân mang cung nỏ và khiên thuẫn. Dưới quyền ông có ông Jehozavad, chỉ huy một trăm tám mươi ngàn quân, được vũ trang để chiến đấu. Đó là những người phục vụ vua, không kể những người vua đã cắt đặt tại các thành kiên cố khắp Judah. Sử Biên Niên quyển 2 chương 18 Bấy giờ vua Jehoshaphat được rất mực giàu có vinh quang và vua thông gia với vua Akhap. Mấy năm sau, vua xuống Samari thăm vua Akhap để mừng vua và đoàn tùy tùng. Vua Akhap cho sát tế rất nhiều chiên bò. Vua còn thuyết phục vua Jehoshaphat lên tấn công Ramoth Galaad. Akhap Vua Israel nói với Jehoshaphat, vua Judah, Ngài có muốn cùng tôi đi ra mốt Galaad không? Vua Jehoshaphat trả lời, Tôi cũng làm như Ngài, dân tôi cũng như dân Ngài, chúng tôi cùng chiến đấu với Ngài. Nhưng vua Jehoshaphat nói với vua Israel, Hôm nay, xin Ngài thỉnh dấn sống ngôn của Đức Chúa. Vua Israel tập hợp các ngôn sứ khoảng 400 người và nói với họ. Ta có phải đi đánh la Galaad không? Hay là phải ngưng lại? Họ thưa. Xin vua cứ lên, Thiên Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua. Nhưng vua sơ hô sa Pháp nói. Ở đây không có ngôn sứ nào khác của Đức Chúa nữa. Để chúng ta nhờ ông thỉnh vấn cho hay sao? của Israel trả lời vua Jehoshaphat. Còn một người nữa, chúng ta có thể nhờ thỉnh vấn Đức Chúa được. Nhưng tôi ghét ông ta, vì ông ta không hề tiên báo cho tôi điều lành, mà lúc nào cũng chỉ toàn điều dữ. Đó là Mikha Jehu, con của Jimla. Vua Jehoshaphat nói, Đức vua đừng nói như vậy. Vua Israel gọi một hoạn quan tới và bảo, mau đưa Micha con của Jimla, đến đây. Vua Israel và Jehoshaphat, vua Judah. Lúc ấy, mỗi vua đang ngồi trên ngai, mình mặc cầm bào, ở sân lúa tại cổng thành Samari. Và tất cả các ngôn sứ đều đang nói liên miên trước mặt các vua. Ông Sikijahu, con ông Kena Anna, đã làm một cặp sừng bằng sắt và nói, chúa phán như sau với những chiếc sừng này ngươi sẽ hút aram cho đến khi tiêu diệt chúng hoàn toàn và tất cả các ngôn sứ đều nói tiên tri như thế mà rằng xin vua cứ đi lên ramot galaad là sẽ gặp mai đức chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua người được sai đi mời ông mikha jehu nói với ông rằng, Này, lời các ngôn sứ đều đồng thanh báo cho vua điều may. Mong sao lời của ông cũng giống như lời của họ. Xin ông cũng báo điều may. Ông Mikha Jehu nói, Có Đức Chúa Hằng sống, Thiên Chúa của tôi phán sau, tôi sẽ nói vậy. Rồi ông vào gặp vua, vua nói ông, Này Mikha Jehu, chúng ta có nên đi đánh ramoth galaad không hay là ta phải ngưng lại ông thưa các người cứ lên các người sẽ gặp may chúng sẽ bị trao vào tay các người vua liền nói với ông đã bao lần ta thề buộc ngươi là nhân danh đức chúa ngươi chỉ được nói sự thật với ta ông mikha jehu mới nói tôi đã thấy toàn thể israel tán loạn trên núi như chiên không người chăng đức chúa phán chúng không còn chủ nữa ai nấy hãy về nhà bình an vua israel nói với vua jehoshaphat tôi đã chẳng nói với ngài rằng ông ta không hề tiên báo cho tôi điều may mà chỉ toàn điều rủi đó sao ông mikha jehu lại nói vì thế các ông hãy nghe lời Đức Chúa. Tôi đã thấy Đức Chúa ngự trên ngai và toàn thể đạo thiên binh đứng chầu người ở hai bên tả hữu. Và Đức Chúa phán, ai sẽ dụ A-Kháp, vua Israel tiến lên cho nó gục ngã tại Ramoth Galaad. Và kẻ nói thế này, người nói thế kia. Bây giờ, thần khí xuất hiện đứng trước Đức Chúa và nói, Tôi sẽ chủ y. Đức Chúa hỏi thần khí, Bằng cách nào? Thần khí đáp, Tôi sẽ xuất hiện làm thần khí dối trá trên môi miệng tất cả các ngôn sứ của vua ấy. Đức Chúa liền phán, Ngươi sẽ lừa dối được nó, và ngươi sẽ thành công. Cứ đi và làm như thế. Này, Đức Chúa đã đặt thần khí dối trá trên môi miệng tất cả những ngôn sứ này của vua. Vì Đức Chúa đã phán quyết điều giữ hại vua. Bây giờ Sít con ông Cơ Na Ana, đến gần và vào mặt ông Mi và nói, Thần khí của Đức Chúa từ nơi ta đã qua đường nào mà nói với mi? Ông Mi nói, rồi ngươi sẽ thấy vào ngày ngươi phải chui rút hết phòng này sang phòng khác để lẫn trốn. Vua Israel liền nói, Các ngươi hãy bắt lấy Mikhazuhu và dẫn nó tới thị trưởng Amon và tới hoàng tử Joab. Các ngươi sẽ nói thế này, Đức vua nói như sau, Giam tên này vào nhà tù và cho nó ăn uống ít thôi cho tới khi ta trở về bình an. Ông Mikha-jehu liền nói, Nếu vua trở về bình an, thì Đức Chúa đã không dùng tôi mà phán. Ông nói tiếp, Toàn thể các dân tộc, xin hãy nghe cho. Vua Israel và Jehoshaphat vua Judah lên Ramoth-Galaad. Vua Israel nói với vua Jehoshaphat, tôi sẽ cải trang và ra trận còn ngài thì xin cứ mặc áo của ngài vua israel cải trang và họ ra trận vua aram đã ra lệnh cho các người chỉ huy chiến xa của vua rằng các người không đánh ai dù nhỏ hay lớn chỉ đánh một mình vua israel thôi khi các người chỉ huy chiến xa nhìn thấy vua jehoshaphat thì nói vua israel đây rồi họ bao vây tấn công vua nhưng vua Jehoshaphat thét lên đức chúa liền trợ giúp vua người làm cho chúng rời xa vua khi thấy rằng đó không phải là vua Israel thì các người chỉ huy chiến xa không đuổi theo nữa một người dương cung bắn đại lại trúng ngay vua Israel vào giữa khớp của áo giáp vua liền bảo người đánh xe à, à, ta bị thương rồi Quay xe lại đi Đưa ta ra khỏi chiến trường Nhưng trận chiến hôm ấy trở nên ác liệt Và người ta đã cho vua Israel đứng trên xe Đối diện với quân Aram cho đến chiều Và lúc mặt trời lặn Thì vua chết Sử Biên Niên Quyển 2 Chương 19 Jehoshaphat vua Juda trở về nhà mình tại Jerusalem bình an vô sự. Thầy chiêm Jehu, con ông Khanani ra đón vua Jehoshaphat và thưa: Liệu có nên trợ lực cho kẻ xấu chăng? Chẳng lẽ vua lại đi yêu kẻ ghét Đức Chúa để chuốc lấy cho vua cơn thịnh nộ của người? Dù sao thì vua cũng có những cái tốt bởi vì vua đã phá hủy các cột thờ khỏi xứ sở và đã quyết tâm tìm kiếm thiên chúa. Sau một thời gian cư ngụ tại Jerusalem, vua Jehoshaphat lại ra đi thăm dân từ beer Sheva tới vùng núi Ephraim để đưa họ về với Đức Chúa Thiên Chúa tổ tiên họ. Vua đặt các thẩm phán cho từng thành một tại tất cả các thành kiên cố trong toàn cõi Juda. Vua nói với các thẩm phán, Phải cẩn thận khi thi hành phận sự, vì không phải nhân danh người phàm mà các người xét xử, nhưng là nhân danh Đức Chúa đứng ở dưới các người khi các người tuyên án. Vậy phải một lòng kính sợ Đức Chúa mà nắm vững và thi hành công lý. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta không dung tha chuyện thiên vị bất công, chuyện nhận quà hối lộ. Tại Jerusalem, vua Jehoshaphat cũng đặt những thầy Lê Vi, những tư tế và gia trưởng trong dân Israel để họ nhân danh Đức Chúa mà xét xử và giải quyết những vụ tranh tụng giữa cư dân Jerusalem. Vua truyền cho họ rằng, đây là cách thức thi hành phận sự. Các ngươi phải có lòng kính sợ Đức Chúa, phải trung thực và thanh liêm. Khi các anh em các ngươi cư ngụ trong các thành của họ, đem đến cho các ngươi một vụ kiện, nhờ các ngươi giải quyết, dù là chuyện đổ máu, chuyện liên quan đến một khoản luật, một mệnh lệnh, đến các quy định hoặc sắc chỉ thì các ngươi phải soi sáng cho họ để họ khỏi mắc tội với đức chúa mà kéo thịnh nộ của người xuống trên các ngươi cũng như trên chính mình họ có làm như thế các ngươi mới không mắc tội trong mọi chuyện liên quan tới đức chúa thì người cầm đầu các ngươi là a mát gia hu còn trong mọi chuyện liên quan tới đức vua thì người đó là Jevazahu, con ông Zidmaen, thủ lãnh nhà Giêu-đa. Làm phận sự ký lục thì đã có các thầy Lê Vi, cứ can đảm hành động, ai tốt thì có Đức Chúa ở cùng. Sử Biên Niên Quyển 2, chương 20 Sau đó, con cái Mô Áp và con cái Amon, có những người Ma-ôn đi theo, đến gây chiến với vua jehoshaphat người ta báo tin cho vua jehoshaphat rằng một đảo quân đông đảo từ bên kia biển từ Edom đến tấn công ngài và này chúng đã ở ta tama tức là en đi vua jehoshaphat hoảng sợ và quyết tâm tìm kiếm đức chúa vua kêu gọi toàn thể juda ăn chay dân juda tập họp lại kêu cầu đức chúa từ khắp các thành của juda người ta cũng đến kêu cầu đức chúa vua jehoshaphat đứng giữa cộng đoàn juda và jerusalem trong đền thờ của đức chúa trước sân mới và cầu nguyện lại đức chúa là thiên chúa tổ tiên chúng con chẳng phải ngài là thiên chúa vừa ngự chốn trời cao vừa thống trị các dân các nước nằm trong tay sức mạnh và uy quyền khiến không ai địch nổi ngài đó sao lại thiên chúa chúng con chẳng phải ngài là đấng đã đuổi cư dân xứ này bắt nhường chỗ cho israel dân ngài và ban đất ấy cho dòng dõi abraham bản thân của ngài đến muôn đời đó sao chính trên đất đó mà họ đã cư ngụ đã xây một thánh điện kính danh ngài họ nói nếu chẳng may chúng con gặp chinh chiến bị trừng phạt gặp dịch tễ hoặc đối kém thì chúng con sẽ đứng trước đền thờ này trước nhan ngài đây vì đây chính là nơi danh ngài ngự trong cơn cùng khốn chúng con sẽ kêu lên ngài ngài sẽ lắng nghe và cứu giúp chúng con ngài thấy đó con cái amon mô áp và dân dùng núi xê e xưa kia khi israel rời khỏi đất ai cập ngài đã không cho phép đi vào đất của các dân này ngài đã bắt phải tránh xa chúng chứ không được tiêu diệt nay các dân này sắp lấy oan đền ơn là trục xuất chúng con khỏi phần đất của Ngài. Đất Ngài đã ban cho chúng con làm sáng nghiệp. Lạy Thiên Chúa chúng con, chẳng lẽ Ngài không trừng phạt chúng? Quả thật, chúng con không đủ sức địch nổi đám dân đông đảo đến tấn công chúng con đâu chúng con chỉ biết ngước mắt nhìn lên ngài toàn thể dân juda kể cả đàn bà con trẻ đều đứng trước nhan đức chúa Bây giờ giữa cộng đoàn thần khí đức chúa xuống trên ông ra -kha -di con ông dơ Ra Hu cháu ông bernard ông này là con ông jerien cháu ông Matanja. ra ra -kha -di là một thầy lê vi trong hàng con cháu ông Asáp ông nói toàn thể juda dân cư jerusalem và vua jehoshaphat xin lắng tai nghe đức chúa phán với các ngài như sau các ngươi đừng sợ đừng khiếp đảm trước đám dân đông đảo này vì cuộc chiến này không phải của các ngươi nhưng là của thiên chúa sớm mai Hãy xuống mà đánh chúng. Chúng sẽ đi lên theo triền dốc xít. Và các ngươi sẽ gặp chúng ở cuối con suối đối diện với sa mạc Zeruen. Trong trận này, các ngươi không phải chiến đấu. Cứ an binh bất động mà xem Đức Chúa đấng ở với các ngươi sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. Sớm mai, hãy ra đón chúng và Đức Chúa sẽ ở với các ngươi. Vua Jehô-sa-phát sấp mặt xuống đất và toàn thể Judah cùng dân cư Jerusalem phủ phục trước Đức Chúa mà thờ lệnh. Các thầy Lê Vi con cháu ông Cơ Hát và con cháu ông Cô đứng lên lớn tiếng ca tụng Đức Chúa, Hiên Chúa của Israel. Họ thức dậy thật sớm và đi vào sa mạc Tơ Cô A. Trong khi họ đi như thế, vua jehoshaphat đứng ra và nói juda và dân cư jerusalem hãy nghe ta đức chúa là thiên chúa các ngươi cứ tin tưởng vào người các ngươi sẽ tồn tại cứ tin lời các ngôn sứ của người các ngươi sẽ chiến thắng sau khi hội ý với dân vua cắt đặt những người ca hát ngợi khen đức chúa họ mặc phẩm phục thánh vừa đi trước quân binh vừa hát hãy ngợi khen đức chúa vì muôn ngàn đời chúa vẫn trọn tình thương khi họ cất tiếng reo mừng và ca ngợi thì đức chúa gây mâu thuẫn giữa hàng ngũ quân amon quân mô áp và dân vùng núi xê đang tiến đánh juda thế là chúng bị thảm bại con cái amon và mô áp nổi lên chống lại dân cư vùng núi xê để chu diệt và quét sạch đám dân này thanh toán đám này xong Còn cái amon và moab lại giúp nhau tự hủy diệt khi tới một nơi cao từ đó có thể nhìn xuống sa mạc được quân juda quay nhìn đám đông liền thấy tử thi nằm la liệt trên mặt đất không một ai sống sót vua jehoshaphat và quân binh của vua đến thu chiến lợi phẩm họ thấy một đoàn vật rất đông cùng với của cải, áo quần và các vật dụng quý giá. Họ lượm lấy cho mình nhiều không thể mang hết được. Phải mất ba ngày mới thu hết chiến lợi phẩm vì có rất nhiều. Ngày thứ tư, họ họp đại hội ở thung lũng Bơ Ra Kha. Tại đây họ đã chúc tụng Đức Chúa. Vì thế cho đến ngày nay, người ta vẫn gọi nơi ấy là thung lũng Bơ Ra Kha, có nghĩa là chúc tụng sau đó vua Jehoshaphat dẫn đầu mọi người Juda và Jerusalem vui sướng lên đường trở về Jerusalem vì Đức Chúa đã ban cho họ niềm vui thoát khỏi quân thù họ trồi vang tiếng đàn cầm đàn sắt cùng với tiếng kèn tiến vào Jerusalem lên đền thờ Đức Chúa mọi nước mọi dân nghe biết rằng Đức Chúa đã chiến đấu chống quân thù của Israel thì đều khiếp sợ người triều đại vua Jehoshaphat được yên ổn và thiên chúa của vua ban cho vua được bình an tư bề. Vua Jehoshaphat làm vua Juda. Vua lên ngôi lúc 35 tuổi và trị vì ở Jerusalem 25 năm. Thân mẫu vua là bà Azuva, ái nữ ông Sinhi. Vua theo đường lối của phụ vương Asa không sai lệch tức là làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa. Thế nhưng các nơi cao không biến đi hết, và dân chưa quyết tâm thờ Thiên Chúa Tổ tiên mình. Các chuyện còn lại về vua Jehoshaphat, từ những việc đầu tiên đến những việc cuối cùng, đã được ghi chép trong Sử Biên Niên của ông Jehu, con ông Hanani. Sử Biên Niên này đã được đưa vào sách các vua Israel sau đó, sơ phát vua Juda đã liên kết với a ra vua Israel, một con người ăn ở gian ác. Vua liên kết với ông ta như vậy là để đóng tàu đi tác xích, và nơi họ đóng tàu là Esion Gheve. Bây giờ ông Eli Eze, con ông Dodavahu, người Maresha, nói tiên tri chống vua Jehoshaphat rằng: Vì vua liên kết với vua Akhazahu, nên Đức Chúa phá công việc của vua. Quả thật, đoàn tàu đã vỡ và không thể đi tác được. Sử Biên Niên quyển 2 chương 21 Vua Jehoshaphat an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong thành David. Con vua là Jehoram lên ngôi kế vị. Vua Jehoram có mấy người anh em con vua Jehoshaphat sau đây Azach ja khi en Zerach jahu jahu en phát jahu Tất cả những người này đều là con của Jehoshaphat, vua Juda. Thân phụ các ông đã tặng các ông những thành kiên cố tại Juda cùng với rất nhiều quà bạc, vàng và báu vật còn vương quyền thì vua trao cho Jehoram, vì ông này là con trưởng. Nhưng nắm được vương quyền và củng cố được thế lực rồi. Vua Jehoram dùng gươm giết tất cả các em và một số thủ lãnh Israel nữa. Jehoram lên ngôi vua khi được 32 tuổi và trị vì ở Jerusalem 8 năm. Vua đi theo đường lối cao vua Israel, hành động như nhà A-Kháp, vì vua đã lấy một người con gái của vua A Kháp làm vợ. Vua đã làm điều giữ trái mắt Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa không muốn hủy diệt nhà David, chỉ vì giao ước người đã thiết lập với vua David và vì lời người đã hứa là sẽ ban cho vua và con cháu một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng. Dưới thời của vua, Ê-đôm thoát ách thống trị của Judah và đặt một vua lên cai trị mình vua Jehoram cùng với các chỉ huy và toàn bộ chiến xa vượt biên giới. Ban đêm vua trỗi dậy, đánh quân Edom đang bao vây vua và những người chỉ huy chiến xa. Thế là Edom thoát ách thống trị của Judah cho tới ngày nay. Bây giờ Libna thoát ách của vua. Vua đã bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa Tổ tiên mình, lại còn lập những nơi cao trên các núi của Judah làm cớ cho cư dân Jerusalem đi vào con đường thờ quấy, khiến Juda ra hư đốn. Bây giờ, ngôn sứ Elia gửi cho vua một bức thư nội dung như sau. Đức Chúa, Thiên Chúa của vua David, tổ phụ vua, phán thế này. Ngươi không theo đường lối giờ hô sa phát, thân phụ ngươi và Asa vua Juda đã đi lại theo các vua Israel mà làm cớ cho Juda và cư dân Jerusalem đi vào con đường thờ quấy như nhà A Khắp đã làm. Ngay cả các em con cùng cha với người, những kẻ tốt hơn ngươi, ngươi cũng đã diệt. Bởi thế, này Đức Chúa sẽ giáng đại họa xuống dân ngươi, xuống thề thiếp và con cái ngươi, xuống tất cả tài sản ngươi. Còn chính ngươi, ngươi sẽ mắc đủ thứ bệnh, sẽ đau ruột ngày này qua ngày khác đau đến số ruột ra mấy giờ đức chúa thúc đẩy dân li tinh và dân ả rập giáp ranh với người cút đứng lên chống lại vua giơ hô ram chúng tiến lên xâm nhập juda và vơ vét hết tài sản trong hoàng cung ngay cả con cái thê thiếp của vua chúng cũng không từ chỉ sót lại đứa con út A-Khát. Sau hết, Đức Chúa làm cho vua mắc một chứng bệnh nan y ở đường ruột. Bệnh tình vua kéo dài ngày này qua ngày khác suốt hai năm. Cuối cùng, vua bị lòi ruột ra và đã tắt thở giữa những cơn đau dữ dội. Dân không đốt hương để tỏ lòng tôn kính vua, như vẫn làm cho các vị tiền nhiệm. Vua lên ngôi khi được 32 tuổi và trị vì 8 năm ở Jerusalem vua ra đi mà không ai thương khóc. Vua được chôn cất trong thành David, nhưng không được đặt trong phần mộ các vua. Sử Biên Niên Quyển 2, chương 22 Cư dân Jerusalem tôn con út của vua là Akhat Jahu lên kế vị. Vì toán người cùng quân Ả Rập xâm nhập doanh trại, đã giết hết các con lớn của vua rồi. Thế là Akhat Jahu con vua Jehoram lên trị vì Judah. Akhat Jahu lên ngôi vua khi được 22 tuổi và trị vì ở Jerusalem được một năm. Thân mẫu vua là bà Athan Jahu, ái nữ vua Omri. Cả vua này cũng theo đường lối của nhà Akhat vì nghe mẹ suối làm điều bất lương. Vua làm điều giữ trái mắt Đức Chúa như nhà Akhat vì sau khi phụ vương qua đời, họ đã góp ý cho vua khiến vua phải tiêu vong. Vua còn theo lời họ khuyên, mà cùng với vua Jehoram, con của Ahab vua Israel, đi đánh Khazaen, vua Aram, tại Ramot Galaad. Nhưng người Aram đã đánh vua Joram bị thương. Vua quay về Yit-Re-En để chữa trị, vì đã bị thương tại Rama, trong lúc giao chiến với vua Aram là Khazaen vua Akhat Rahu con Jehoram, vua Juda, xuống Jidrael thăm vua Jehoram, con vua Akhat, vì vua này đang đau. Thiên Chúa đã để cho vua Akhat jahu chuốc lấy cái chết khi đi thăm vua Jehoram. Quả vậy vừa đến nơi, vua cùng với vua Jehoram ra đón ông Jehu con ông Nimsi. Ông Jehu là người đã được Đức Chúa sức giàu sai đi tiêu diệt nhà Akhat trong khi hành quyết nhà A Kháp, ông Jehu bắt gặp các thủ lãnh của Juda và các cháu của vua A rahu đang phục vụ vua. Ông giết họ luôn. Sau đó, ông cho tầm nã vua A khát và bắt được vua đang lẩn trốn ở Samari. Vua bị điệu đến cho ông Jehu và bị ông này hạ sát. Vua được chôn cất tử tế vì người ta nói: "Dầu sao đây cũng là con vua dơ hô người đã hết lòng tìm kiếm đức chúa thế là trong nhà a khát ra chẳng còn ai có khả năng nắm quyền cai trị nữa bà a than thân mẫu vua a khát thấy con mình đã chết thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc của nhà juda nhưng bà jeho át ái nữ vua Jehoram ram đã ẵm jo át con vua Akhat Rahu, lén đưa cậu ra khỏi số hoàng tử sẽ bị sát hại, giấu trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Thế là bà Jeho sáp áp, ái nữ vua Jeho Ram, vợ của tư tế Jeho Jada, cũng là chị của vua Akhat Rahu, đã giấu được cậu bé khuất mắt bà Athan Rahu, không để bà sát hại. Cậu cùng với họ ẩn náu trong nhà thiên chúa sáu năm trời, suốt thời bà a ra cai trị xứ sở sử biên niên quyển hai chương hai ba năm thứ bảy ông Jehojada quyết tâm hành động ông sai người đi mời các vị chỉ huy trăm quân sau đây ông azak rahu con ông, Je ông, ông jeho kham ông jitmaen con ông jeho ông azak rahu con ông ovet ông Maasejahu, con ông Adajahu, ông Elisaphat, con ông Zikri, để kết ước với ông. Họ đi khắp Juda móc nối với các thầy Lê Vi và các trường tộc tại tất cả các thành trong xứ. Sau đó họ trở về Jerusalem. Bây giờ toàn thể cộng đoàn kết ước với vua trong đền thờ Thiên Chúa. Ông Jehojada lên tiếng đây là hoàng thái tử. Người phải được làm vua như lời Đức Chúa đã phán về con cháu vua David. Đây là điều các ông phải làm. Một phần ba các ông là những tư tế và những thầy Lê Vi đang phiên trực ngày sa bát sẽ đứng gác tại các cửa. Một phần ba gác tại Hoàng Cung. Một phần ba còn lại gác cửa rơi sốt. Trong khi đó, tất cả dân chúng sẽ ở trong các sân của đền thờ đức chúa không ai được vào đền thờ đức chúa ngoại trừ các tư tế và các thầy lê vi đang công tác những người này được vào vì họ đã được thánh hiến toàn dân sẽ phải tuân giữ điều đức chúa đã ấn định các thầy lê vi sẽ đứng chung quanh vua ai nấy đều cầm khí giới trong tay kẻ nào vào đền thờ sẽ bị xử tử. Khi vua đi ra đi vào, các ông luôn phải ở bên cạnh vua. Các thầy Lê Vi và toàn thể Juda làm đúng mọi điều tư tế Jehoiada đã truyền. Mỗi người lo giữ người của mình lại. Những người đến phiên trực ngày sa bát cũng như những người hết phiên trực ngày sa bát Bởi vì tư tế Jehoiada không cho các ban hết phiên được nghỉ. Tư tế Jehoiada trao cho các vị chỉ huy trăm quân đó giáo thuẫn lớn, thuẫn nhỏ của vua David để trong đền thờ Thiên Chúa. Ông chỉ định vị trí cho mọi người. Ai nấy đều cầm khí giới trong tay, từ bên phải sang bên trái đền thờ, trước bàn thờ và đền thờ, cốt để bao quanh vua. Người ta rước hoàng tử ra, đội vương miện và trao cuộn chứng ước Bấy giờ tư tế Jehozada và các con ông phong vương và sức giàu cho vua và hô quay đức vua Khi bà Athan ra nghe tiếng dân chúng vừa chạy vừa hoan hô vua thì bà đi về phía dân chúng đang ở đền thờ đức chúa Bà nhìn lên thì kìa vua đang đứng trên bục ngay lối vào các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở bên cạnh vua Toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trời vang. Các ca viên có nhạc khí phụ họa, sướng lên những bài ca hoan hô. Bà A-than-ra-hu liền xé áo mình ra và la lên: Phản bội! Phản bội! Tư tế Rơ-hô-ra-đa cho các vị chỉ huy một trăm quân đứng đầu toán binh đi ra và bảo họ: Lôi nó ra khỏi hàng quân. Ai theo nó? thì lấy gươm chém chết. Tư tế ra lệnh, không được giết nó trong nhà đức chúa. Khi bà chạy tới cửa ngựa của hoàng cung, thì bị bắt và bị hoành quyết. Ông Jehojada lập một giao ước giữa ông với toàn dân và với vua, cam kết làm dân của đức chúa. Mọi người kéo tới phá hủy đền thờ của Ba An, đập tan các bàn thờ và ảnh tượng, rồi giết chết tư tế mát tan của thần ba an ngay trước bàn thờ sau đó ông jehozada giao công tác phục vụ đền thờ đức chúa vào tay các tư tế và các thầy lê vi những vị này đã được vua david chia thành từng ban lo việc đền thờ đức chúa để dâng lễ toàn thiêu kính đức chúa như đã chép trong luật mô với niềm hân hoan với lời ca hát theo cách thức vua david ấn định ông cũng cắt người canh tại các cửa đền thờ đức chúa không cho người nhiễm uế vì bất cứ lý do gì được vào rồi ông đem các vị chỉ huy trăm quân các thân hào nhân sĩ trong dân và toàn dân trong xứ đến rước vua họ đưa vua ra khỏi đền thờ đức chúa đi qua cửa trên vào hoàng cung rồi đặt vua lên ngai vàng toàn dân trong xứ vui mừng và thành đô được yên ổn vì bà athan rahu đã bị đâm chết sử biên niên quyền hai chương hai mươi bốn lên ngôi vua khi được bảy tuổi và trị vì ở jerusalem được bốn mươi năm thân mẫu vua là bà sip ra người bơ e -sheva. suốt thời tư tế jehovah đa vua joad đã làm điều ngay chính trước mắt đức chúa ông đã cưới cho vua hai người vợ và vua được một số con trai con gái. Sau đó vua Joad quyết định trùng tu đền thờ Đức Chúa. Vua triệu tập các tư tế, các thầy Lê Vi và nói, Các ngươi hãy đi khắp các thành xứ Judah và quyên góp tiền bạc trong toàn dân Israel để hàng năm sửa sang đền thờ của Thiên Chúa các ngươi phải mau mắn tiến hành công việc nhưng các thầy lê vi lại không mau mắn bấy giờ vua mời người đứng đầu là ông jehovah đến và bảo tại sao ông không liệu cho các thầy lê vi thu về phần đóng góp của judah và jerusalem như ông Mô-xê, tôi tớ của đức chúa cũng như cộng đồng israel đã quy định phải nộp cho liều giao ước quả thật con mụ bất lương athanjahu và đồng bọn đã cướp bóc đền thờ của Thiên Chúa, lại còn lấy các đồ thánh trong đền thờ Đức Chúa, đem dân kính các ba an. Vua ra lệnh làm một cái hòm, và cho đặt bên ngoài cửa vào đền thờ Đức Chúa. Rồi người ta kêu gọi Juda và Jerusalem, đem nộp phần đóng góp dâng cho Đức Chúa. Như ông Mô-xê tôi tớ Thiên Chúa, đã truyền cho Israel trong sa mạc tất cả các vị thủ lãnh cùng toàn dân hoan hỉ mang tiền đến bỏ vào hòm cho đến khi mọi người nộp xong khi được nhiều tiền và phải mang hòm đến để vua nhờ các thầy lê vi kiểm soát thì các viên ký lục của vua và ủy viên của vị trưởng tư tế sẽ đến đổ tiền trong hòm ra rồi mang hòm đặt lại chỗ cũ ngày nào họ cũng làm như thế và gom được rất nhiều tiền bạc vua và ông Jehoiada trao số bạc đó cho các thợ phụ trách công việc tại đền thờ Đức Chúa. Những người này thuê thợ đá, thợ mộc để trùng tu đền thờ Đức Chúa, cũng như mướn thợ sắt, thợ đồng để sửa sang đền thờ Đức Chúa. Các người thợ này bắt tay vào việc và nhờ họ công việc được tiến triển tốt đẹp. Như thế, họ đã khôi phục tình trạng của đền thờ Đức Chúa và làm cho đền thờ thêm vững chắc khi công việc hoàn tất họ đem nộp số bạc còn lại cho vua và ông jehovah người ta dùng số bạc ấy để làm những vật dụng cho đền thờ đức chúa các vật dụng dành cho việc thờ phượng và các lễ toàn thiêu các chén các đồ vàng đồ bạc suốt thời ông jehovah người ta thường xuyên dâng lễ toàn thiêu trong đền thờ đức chúa ông Jehojada sống đến già, tuổi thọ rất cao, rồi qua đời. Lúc chết, ông được 130 tuổi. Người ta chôn cất ông trong thành vua David cùng với các vua. Vì ông đã làm điều tốt lành trong Israel, đối với Thiên Chúa và đền thờ của người. Sau khi ông Jehojada qua đời, các thủ lãnh Judah đến bái yết nhà vua. Và lúc ấy nhà vua nghe theo họ họ đã bỏ đền thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên họ mà phụng sự các cột thờ và các ngẫu tượng vì tội ấy Đức Chúa đã giáng cơn thịnh nộ xuống Juda và Jerusalem người đã sai các ngôn sứ đến với họ để đưa họ quay về với Đức Chúa các vị ấy đã khuyến cáo nhưng họ không thèm để tai ông Zakaria con tư tế Jehoiada được đầy thần khí thiên chúa đứng trên cao đối diện với dân và nói thiên chúa phán thế này tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền của đức chúa mà chuốc lấy thất bại vì các ngươi đã lìa bỏ đức chúa nên đức chúa cũng lìa bỏ các ngươi họ liền toa rập chống lại ông và theo lệnh vua họ ném đá giết ông trong sân đền thờ Đức Chúa. Vua Joad không nhớ đến tình nghĩa mà ông Jehoiada, thân phụ ông Zakaria, đã dành cho mình, nên mới sát hại ông này. Lúc gần chết, ông Zakaria kêu lên: "Xin Đức Chúa nhìn xem và báo oán cho con." Đầu năm sau, quân đội Aram tiến đánh vua Joát chúng xâm nhập Juda và Jerusalem, tàn sát tất cả các thủ lãnh trong dân và gửi tất cả chiến lợi phẩm về cho vua Damat. Thật ra, lực lượng Aram chỉ đến với một số ít người, nhưng Đức Chúa đã trao một lực lượng rất đông đảo vào tay chúng. Chỉ vì dân Israel đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình, quân Aram đã trị tội vua Joab. Khi chúng rút lui, bỏ vua lại trong cơn đau trầm trọng. Các thuộc hạ của vua đã toa rập với nhau chống lại vua, trả thù cho máu người con của tư tế Jehozada. Họ giết vua ngay trên giường. Vua đã chết và được mai táng trong thành David, nhưng không được chôn nơi phần mộ hoàng gia. Đây là những người đã toa rập chống lại vua. Ông Javad, con bà Simat, người Ammon, và ông Jehozavad, -ja con bà Simrit, người Moab. Những chuyện liên quan tới các con vua, tới các lời sấm chống lại vua, tới việc tu bổ đền thờ Thiên Chúa, tất cả đều được ghi chép trong phần chú giải sách các vua. Thái tử Amat Jahu lên ngôi kế vị. Sử Biên Niên Quyển 2 chương 25 Amat Jahu lên ngôi vua khi được 25 tuổi và trị vì tại Jerusalem 29 năm. Thân mẫu của vua là bà Jehoaddan, người Jerusalem. Vua làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, nhưng lòng vua không trọn vẹn với người. Khi đã nắm vững vương quyền trong tay, vua hạ sát những thuộc hạ đã hạ sát vua cha, nhưng vua không xử tử con cái những kẻ sát nhân ấy, như đã chép trong sách luật Mô-xê chiếu theo lệnh đức chúa truyền rằng cha sẽ không bị xử tử gì con và con sẽ không bị xử tử gì cha mỗi người sẽ bị xử tử gì tội của mình vua amad rahu triệu tập người Judah lại và tổ chức quân ngũ theo gia tộc đặt dưới quyền các chỉ huy ngàn quân và chỉ huy trăm quân trong toàn cõi juda và benjamin vua làm sổ thống kê những người từ hai mươi tuổi trở lên được tất cả là ba trăm ngàn người ưu tú đến tuổi nhập ngũ biết sử dụng khiên thuẫn và giáo mát vua còn bỏ ra ba ngàn ký bạc thuê một trăm ngàn anh hùng dũng sĩ của israel nhưng một người của thiên chúa đến thưa vua rằng thưa đức vua xin đừng để quân đội israel đi với ngài vì đức chúa không ở với israel với tất cả những người ephraim đó vì nếu ngài tưởng rằng nhờ họ mà lực lượng của ngài thêm mạnh thì thiên chúa cũng sẽ làm cho ngài ra yếu trước quân thù bởi vì thiên chúa có quyền gia tăng sức mạnh hay làm cho suy yếu Vua Amat Rahu nói với người của Thiên Chúa, Vậy thì ta sẽ làm gì với ba ngàn ký bạc ta đã trao cho đơn vị Israel? Người của Thiên Chúa trả lời, Đức Chúa có thể ban cho vua nhiều hơn gấp bội. Bây giờ đơn vị từ Ephraim đến được vua Amat Rahu tách ra và cho về nhà. Họ rất bực tức với Judah và ra về lòng đầy căm phẫn. Vua amad Rahu quyết định dẫn đầu quân binh của mình đi tới thung lũng muối. Tại đây ông hạ được 10.000 con cái Seir. 10.000 nữa bị con cái Juda bắt sống, đưa lên đỉnh tảng đá và xô xuống vực thẳm. Tất cả đều chết tan xác. Trong khi đó, đơn vị bị vua amad Rahu thải hồi, không cho theo vua đi đánh giặc, đã xông vào các thành của Judah, từ Samari đến Beth Horon, giết chết ba ngàn người và cướp bóc nhiều của cải. Sau khi chiến thắng quân Edom, vua Amad-Rahu trở về, mang theo các tượng thần của con cái Seir, tôn làm thần của mình, sụp lạy chúng và đốt hương dâng kính chúng. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với vua Amad-Rahu, và đã sai một ngôn sứ nói với vua tại sao ngươi lại đi tìm kiếm các thần của dân đó những thần đã không cứu được chúng khỏi tay ngươi ngôn sứ còn đang nói thì vua ngắt lời chúng ta đã đặt ngươi làm cố vấn cho vua hay sao thôi đi muốn chết phải không vị ngôn sứ ngưng nhưng rồi lại nói tôi biết là thiên chúa đã đồng ý cho ngài bị tiêu diệt vì ngài đã xử sự như thế và khi tôi tớ góp ý ngài cũng chẳng thèm nghe sau khi bàn luận amad jahu vua juda sai sứ giả đến vua joad con vua jehovah -oh akhat cháu vua israel là jehu và nói nào đến đây ta đọ sức với nhau vua israel là joad mới sai người đến nói với amad jahu vua juda Cỏ gai trên núi Ly Băng sai người đến nói với cây bá hương Ly Băng, xin gả con gái của ngài cho con trai tôi. Nhưng một con giả thú Ly Băng đi qua đã đạp lên cỏ gai. Ông tự hào là đã đánh bại Ê Đôm, nên ông lên mặt. Nhưng muốn vênh vang thì cứ ở nhà mà vênh vang. Hà cớ chi lại đi gây họa để chuốt lấy sụp đổ cho bản thân và cho cả Judah nữa. Nhưng vua Amat Rahu không chịu nghe. Thiên Chúa đã để xảy ra như thế, cho họ bị nộp vào tay vua Joab, vì họ đã tìm kiếm các thần của Edom. Vua Israel là Joab, tiến lên đọ sức với amad Rahu vua Judah tại Beth Shemesh thuộc Judah. Judah bị Israel đánh bại. Quân Judah chạy trốn, ai về lều nấy. Còn vua Judah là amad Rahu, con vua Joab, cháu vua Jehoahaz, thì bị vua Israel là Joab bắt ở Beth Shemesh và điệu về thành Jerusalem. Vua Joab đập phá tường thành, tạo ra một lỗ hổng dài 200 thước từ cửa Ephraim đến cửa góc. Sau đó vua lấy tất cả vàng bạc cùng mọi đồ vật trong nhà Thiên Chúa, ông oved Edom đang giữ lấy các kho báu của hoàng cung, bắt các con tin, rồi trở về Samari. Sau khi Joát con của Jehoakhat, vua Israel qua đời, Amad-Jahu, vua Juda còn sống được 15 năm nữa. Các việc khác liên quan đến vua Amad-Jahu, từ những việc đầu tiên đến những việc cuối cùng, lại không được ghi chép trong sách các vua Juda và Israel đó sao? Từ khi vua amad ra bỏ Đức Chúa, người ta cũng âm mưu chống lại vua tại Jerusalem. Vua phải trốn chạy về La Khít, nhưng bị quân binh rượt đuổi đến tận La Khít và bị giết tại đây. Người ta cho ngựa chở vua về, chôn cất bên cạnh tổ tiên trong thành vua David. Sử biên niên quyển 2 chương 26 toàn dân Juda đặt Uzzirahu mới 16 tuổi lên ngôi kế vị vua cha là Amadrahu. Chính vua đã tái thiết Elat và trả lại thành ấy cho Juda sau khi vua Amadrahu an nghỉ bên cạnh tổ tiên. Vua được 16 tuổi khi lên ngôi và trị vì 52 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là ra Je -Ja, người Jerusalem vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, hoàn toàn đúng như vua cha là Amat Rahu đã làm. Vua đã tìm kiếm Thiên Chúa suốt thời ông Dơ Khác Rahu, người đã dạy cho vua biết kính sợ Thiên Chúa. Bao lâu vua tìm kiếm Đức Chúa, thì Thiên Chúa cho vua được thành công. Vua Út Di Rahu xuất quân giao chiến với người Phi Tinh, triệt hạ tường thành Gát, tường thành Giáp Ne, tường thành Át Đốt, rồi kiến thiết các thành trong miền Át Đốt và miền của người Phi Tinh. Thiên Chúa đã hỗ trợ vua chống lại người Phi Tinh, người Ả Rập cư ngụ ở Gua Ba An và người Mơ U Nim. Người Amon đã triều cống vua Út Di danh tiếng vua vang đến tận ranh giới Ai Cập, vì uy lực của vua đã đạt tới cao độ. Vua Út Di -jahu xây những tháp canh ở Jerusalem, tại cửa góc cửa thung lũng và nơi tiếp nối vua tăng cường phòng thủ các tháp ấy vua cũng xây những tháp canh trong sa mạc đào nhiều giếng nước vì vua có nhiều súc vật cả ở miền sơ phê la lẫn trên miền cao nguyên lại có những người làm nghề nông những người trồng nho trên miền núi và trên núi các men vì vua là người yêu chuộng đất đai vua út di hu có một lực lượng quân binh thiện chiến được chia thành từng đội tùy theo số người được kinh sư jơ và ký lục maa se tuyển lựa lực lượng ấy thuộc quyền ông khanan jahu một trong số các tướng lãnh của vua tổng số các trường tộc anh hùng dũng sĩ là 2.600 người dưới quyền họ có một lực lượng chiến đấu gồm 307.500 chiến binh can trường mạnh mẽ để giúp vua chống chọi với quân thù. Vua út di đã chuẩn bị cho mỗi đạo quân nào khiên giáo, nào mũ chiến, áo giáp, nào cung tên và dây phóng đá. Vua cũng chế tạo ở Jerusalem những cỗ máy theo sáng kiến của một người nghĩ ra và đặt trên các tháp canh, các góc để phóng tên và đá lớn. Nhờ được trợ giúp cách lạ lùng Vua trở nên hùng mạnh Và danh tiếng đồn đại đến tận nơi xa Nhưng hùng mạnh rồi Vua sinh lòng tự cao tự đại Đến nỗi ra hư hỏng Vua xúc phạm đến Đức Chúa Thiên Chúa của vua Vì đã cả gan vào đền thờ của Đức Chúa Đốt hương trên bàn thờ dân hương Tư tế a rahu hu Đã cùng với 80 tư tế khác của Đức Chúa Theo vua đi vào Họ là những người can đảm. Họ đứng lên chống lại vua út di hu mà nói. Này vua út di vua không có quyền đốt hương kính Đức Chúa. Chỉ các tư tế thuộc dòng dõi a ha là những người được thánh hiến mới có quyền này. Vua hãy lui ra khỏi nơi thánh, vì vua đã phản nghịch vua không còn đáng tham dự vào vinh quang của đức chúa là thiên chúa nữa nghe thế vua út di -ra hu nổi giận đang lúc tay cầm bình hương để đốt hương và trong lúc nổi giận với các tư tế thì chán vua bị phong ngay trước mặt các tư tế trong nhà đức chúa bên cạnh bàn thờ dân hương ông a giác hu đứng đầu các tư tế và toàn thể các tư tế khác quay về phía vua và này vua đã bị phong ở trán họ vội vàng trục xuất vua ra khỏi đó ngay chính vua cũng vội vã đi ra vì đã bị đức chúa đánh phạt vua út di hu mắc bệnh phong cho đến ngày chết và vì mắc bệnh phong nên bị cô lập ở một nơi riêng bởi vua đã bị loại ra khỏi nhà đức chúa ông jotham con vua làm đại nội thị thần và cai trị dân trong xứ các chuyện còn lại của vua út di hu từ chuyện đầu cho đến chuyện cuối đã được ngôn sứ y con ông a mốc ghi chép vua út di đã nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất bên cạnh tổ tiên trong cánh đồng dành để chôn cất các vua bởi vì người ta nói rằng vua là người mắc bệnh phong con vua là jotham đã lên ngôi kế vị. Sử Biên Niên Quyển 2 chương 27 giô Tham lên ngôi vua khi được 25 tuổi và trị vì 16 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Jerusa, con gái ông Sa Đốc. Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, đúng như vua cha là Út Di đã làm. Chỉ có điều là vua không vào đền thờ Đức Chúa còn dân thì cứ ra hư hỏng chính vua đã xây cửa trên của nhà đức chúa và đã xây nhiều công trình ở tường thành ô phen vua cũng xây những thành ở núi juda các pháo đài nhỏ và các tháp canh ở miền rừng rậm chính vua giao chiến với vua của con cái amon và đã chiến thắng năm ấy con cái amon phải triều cống vua ba ngàn ký bạc hai trăm ngàn thùng lúa mì và hai trăm ngàn thùng lúa mạch đó là những thứ con cái amon phải mang tới cho vua năm thứ hai và năm thứ ba cũng vậy vua jotham được vững mạnh vì vua bước theo đường ngay nẻo chính trước nhan đức chúa thiên chúa của vua các chuyện còn lại của vua jotham tất cả các trận chiến và những công cuộc vua đã thực hiện đều được ghi chép trong sách các vua israel và judah Vua được Tham được 25 tuổi khi lên ngôi và trị vì 16 năm ở Jerusalem. Vua Jotham đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong thành vua David. Con vua là A lên ngôi kế vị. Sử biên niên quyển 2 chương 28. A Khát lên ngôi vua khi được 20 tuổi và trị vì 16 năm ở Jerusalem vua đã không làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa như vua David tổ phụ vua. Vua đã đi theo đường lối cao vua Israel, thậm chí còn làm những hình tượng đúc dâng kính các thần Ba An. Chính vua đã đốt hương trong thung lũng Ben Hinnom và làm lễ thiêu các con trai mình theo thói tục ghê tởm của các dân mà Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Israel. Vua đã tế lễ và đốt hương trên các nơi cao trên các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. Đức Chúa Thiên Chúa của vua đã trao vua vào tay vua Aram. Vua này đã đánh vua Akhat và bắt của vua một số đông người làm tù binh, rồi giải về Đa Mát. Vua Akhat cũng bị nộp vào tay vua Israel và bị vua này đánh cho một đòn chí tử. Vua Pekak, con ông Rơman Jahu đã giết hại ở Judah 120.000 chiến binh dũng cảm chỉ trong một ngày, bởi vì họ đã từ bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của Tổ tiên họ. Zikri, một dũng sĩ người Ephraim, đã giết chết con vua là Maasejahu, quan đại nội Atrikam và tể tướng Enkana. Còn cả Israel đã bắt 200.000 người trong số anh em họ, cùng với các bà vợ, và con trai con gái của họ làm tù binh, lại cũng chiếm của họ một số lớn chiến lợi phẩm và đưa về Samari. Bây giờ có một ngôn sứ của Đức Chúa tên là Odet. Ông ra đón đạo quân đang tiến vào Samari và nói với họ, Này, khi Đức Chúa, Thiên Chúa tổ tiên các ông, thịnh nộ với Judah, thì người đã trao họ vào tay các ông rồi trong lúc cơn giận dữ thấu đến trời các ông đã giết họ và bây giờ những người con cái judah và jerusalem đó các ông tính bắt họ làm tôi trai tớ gái cho các ông chẳng phải chính các ông mới là những kẻ đắc tội với đức chúa thiên chúa của các ông đó sao Vậy giờ đây, xin hãy nghe tôi mà thả những người anh em của các ông đã bị các ông bắt làm tù binh. Bởi vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa đang đè nặng trên các ông. Một số người trong các tướng lãnh của con cái Ephraim, ông Azak Jahu, con ông Jehochanan, ông Berak Jahu, con ông Mershilemot, ông Jehikki Jahu, con ông Shalum và ông Amasa, con ông Khát Lai, đã đứng lên chống lại những người xuất chinh mới trở về. Các ông nói với họ, Đừng dẫn những người bị bắt ấy vào đây, vì như thế chúng ta sẽ đắc tội với Đức Chúa. Các ông còn muốn chuốc thêm tội lỗi vào mình. Trong lúc lỗi lầm của chúng ta đã chồng chất và cơn thịnh nộ của Đức Chúa đang đè nặng trên Israel, quân lính thả những người bị bắt làm tù binh và trả lại của đã cướp được trước mặt các tướng lãnh cũng như toàn thể đại hội những người đã được chỉ định đích danh đứng ra chăm sóc những người bị bắt làm tù binh các ông lấy đồ trong số chiến lợi phẩm mặc cho tất cả những người trần trụi cho mặc áo đi giày ăn uống và sức dầu cho họ lại đưa tất cả những người khập khiễng lên lừa và dẫn về jericho thành trà là đến gần anh em của họ. Rồi các ông ấy trở về Samari. Vào thời đó, vua Akhat sai người đến gặp các vua Assur để cầu viện. Người Edom lại đánh Juda và bắt tù binh dẫn đi. Người Philippines cũng xâm nhập các thành miền sơ phê la và miền Negev thuộc Juda. Chúng chiếm cứ Beth Shemet và Ajalon, gederot xô khô và các vùng phụ cận Timna và các vùng phụ cận gimzo và các vùng phụ cận rồi chúng định cư tại đó quả thật đức chúa hạ nhục juda vì vua israel là a khát đã làm cho juda thờ ơ với đức chúa và đã lỗi phạm trầm trọng đến người tích lát pi se vua assur thay vì tiếp viện vua a khát lại đến tấn công và bao vây. Vua A-khát cướp của nhà Đức Chúa, của hoàng cung cũng như của các hoàng tử để nộp cho vua Xua, nhưng vẫn không được vua này tiếp viện. Cả trong thời bị tấn công, vua A-khát vẫn cứ lỗi phạm đến Đức Chúa. Vua dâng lễ tế các thần ở Đa Mát là những thần đã đánh vua. Vua bảo: "Chính thần minh của các vua Aram là những vị đã trợ giúp các vua ấy nên ta cũng dâng lễ tế để các vị ấy trợ giúp ta thế nhưng các thần ấy lại là duyên cớ khiến cho nhà vua và toàn thể israel phải suy vong vua a khát còn thu góp tất cả các vật dụng trong nhà của thiên chúa rồi cho đập vỡ hết vua đóng các cửa nhà đức chúa lại và cho làm những màn thờ trong mọi góc thành jerusalem theo ý mình. Trong mỗi thành thuộc Juda, vua lập những nơi cao để đốt hương kính các thần khác và chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa của Tổ tiên vua. Các chuyện còn lại, mọi công cuộc vua thực hiện, từ những chuyện đầu cho đến chuyện cuối, tất cả được ghi chép trong sách các vua Juda và Israel. Vua Akhat đã an nghỉ với Tổ tiên và được chôn cất trong thành ở Jerusalem bởi vì người ta không đưa vua về nơi chôn cất của các vua Israel. Con vua là Khít ki Gia đã lên ngôi kế vị. Sử Biên Niên Quyển 2 chương 29 Khít ki ra lên ngôi vua khi được 25 tuổi và trị vì 29 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Avija, con gái ông dơ khác Jahu vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, đúng như vua David, tổ phụ vua đã làm. Năm thứ nhất triều đại vua khít ghi ra, vào tháng thứ nhất, vua đã mở các cửa nhà Đức Chúa và làm lại cho chắc chắn. Vua cho mời các tư tế cùng các thầy Lê Vi vào và tập hợp tất cả lại ở công trường về phía đông. Vua nói với họ, Các thầy Lê Vi, xin nghe tôi đây bây giờ các ông hãy thánh hiến chính mình và thánh hiến nhà của đức chúa thiên chúa của tổ tiên các ông và hãy loại mọi điều ô uế ra khỏi thánh điện bởi vì cha ông chúng ta đã lỗi phạm và làm điều gian ác trước mắt đức chúa thiên chúa chúng ta các ngài đã từ bỏ người đã ngoảnh mặt không nhìn nhà tạm của Đức Chúa và đã quay lưng lại với người. Thậm chí các ngài còn đóng các cửa tiền đình, tắt các ngọn đèn. Trong thánh điện các ngài không đốt hương, không dân lễ toàn thiêu kính Thiên Chúa của Israel. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa đã đè nặng trên Judah và Jerusalem người đã làm cho các ngài thành mối khiếp kinh sự ghê tởm và trò cười như chính các ông đang mục kích chính vì điều đó cha ông chúng ta đã ngã gục dưới lưỡi gươm còn con trai con gái và vợ chúng ta bị bắt làm tù binh giờ đây ta quyết tâm lập giao ước với đức chúa thiên chúa của israel để người hương cơm thịnh nộ ra khỏi chúng ta. Giờ đây, hỡi các con của ta, đừng lơ là bổn phận, bởi vì Đức Chúa đã chọn chính các con để túc trực trước nhan người, để phục vụ người, để làm thừa tác viên của người, và để đốt hương. Đây là các thầy Lê Vi hiện diện, mà khát con của Amasai Và Joen con của Azak-Jahu Hai ông này xuất thân là dòng dõi ông Cơ Hát Trong dòng dõi ông Merari Có Kít con của Abdi Và Azak-Jahu Con của Jehalenen Trong dòng dõi ông Gakshon Có Joak con của Zimma Và Eden con của Joak Trong dòng dõi ông Elisaphan Có Simri và dơ trong dòng dõi ông a sáp có dơ ra jahu và mát tan jahu trong dòng dõi ông hê man có dơ khi và sim y trong dòng dõi ông dơ thun có sơ ma ra -ja và di ên họ tập hợp các anh em mình lại và tự thánh hiến rồi theo lệnh của vua và đúng như lời của đức chúa Họ đến để thanh tẩy nhà của Đức Chúa. Các tư tế vào bên trong nhà Đức Chúa để thanh tẩy. Mọi thứ không thanh sạch gặp thấy trong đền thờ Đức Chúa. Các ông đưa ra ngoài sân nhà của Đức Chúa. Các thầy Lê Vi thu tất cả lại, đem ra bên ngoài, vứt xuống thùng lũng Kidron. Họ khởi sự thanh tẩy ngày đầu tháng thứ nhất và ngày thứ tám trong tháng, thì vào bên trong tiền đình nhà Đức Chúa họ thánh hiến nhà đức chúa trong tám ngày và đến ngày thứ mười sáu trong tháng thì mọi việc đều hoàn tất bấy giờ họ đến gặp vua khít kia ra và nói chúng tôi đã thanh tẩy toàn bộ nhà đức chúa bàn thờ dân lễ toàn thiêu và các đồ phụ tùng bàn xếp bánh cùng các đồ phụ tùng cũng như mọi vật dụng mà vua a khát khi còn làm vua đã lỗi phạm, đem quẳng đi. Chúng tôi đã thiết kế lại và thánh hiến. Những vật dụng đó hiện đang ở trước bàn thờ của Đức Chúa. Vua Khít Kỳ Ra dậy sớm, tập hợp các thủ lãnh trong thành và đi lên nhà Đức Chúa. Người ta dắt theo bảy con bò mộng, bảy con cừu, bảy con chiên và bảy con dê để dâng lễ tạ tội cho vương quốc cho thánh điện và cho juda rồi vua ra lệnh cho các tư tế con cái ông aharon dâng lễ toàn thiêu trên bàn thờ của đức chúa người ta sát tế các con bò các tư tế hứng máu chúng và rảy lên bàn thờ người ta sát tế cừu và rảy máu chúng lên bàn thờ người ta sát tế chiên và rảy máu chúng lên bàn thờ người ta dắt các con dê dùng để làm lễ tạ tội đến trước mặt vua và đại hội. Tất cả đều đặt tay trên chúng. Các tư tế đã sát tế chúng và đổ máu lên bàn thờ, dâng lễ tạ tội để xin ơn xá tội cho toàn thể Israel. Bởi lẽ, vua ra lệnh phải dâng lễ toàn thiêu và lễ tạ tội là vì toàn thể Israel. Vua đã cắt đặt các thầy Lê Vi trong nhà của Đức Chúa, mang theo thanh la, đàn hạc, như lệnh truyền của vua David, của ông Gát, thầy Chiêm của vua David và của ngôn sứ Nathan, bởi vì lệnh truyền ấy xuất phát từ Đức Chúa qua trung gian các ngôn sứ của người. Khi các thầy Lê Vi mang theo nhạc cụ của vua David và các tư tế mang theo kèn đã an vị, thì vua khít ki ra ra lệnh dâng lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Lúc bắt đầu lễ toàn thiêu, cũng là lúc trồi lên tiếng ca mừng đức chúa xen lẫn tiếng kèn cùng với các nhạc cụ của david vua israel toàn thể đại hội sụp xuống lậy tiếng hát nổi lên tiếng kèn vang dội tất cả kéo dài cho đến khi lễ toàn thiêu chấm dứt lễ toàn thiêu chấm dứt vua và tất cả những người hiện diện sụp xuống lậy rồi vua khít kia ra và các thủ lãnh ra lệnh cho các thầy lê vi tán tụng đức chúa bằng những lời lẽ mà vua david và thầy thị kiến a sáp đã soạn ra họ hân hoan tán tụng và cúi mình bái lạy. vua khít Kỳ ra cất tiếng nói bây giờ các người đã được tấn phong để phục vụ đức chúa các người hãy tiến lại đem lễ tế lễ vật tạ ơn vào nhà đức chúa đại hội đem lễ tế và lễ vật tạ ơn, còn tất cả những người hảo tâm thì đem lễ toàn thiêu. Số lễ vật toàn thiêu đại hội mang đến là 70 con bò mộng, 100 con cừu, 200 con chiên. Tất cả đều là lễ toàn thiêu dâng kính Đức Chúa. Lễ vật thánh gồm có 600 con bò mộng và 3.000 chiên dê. Chỉ có điều là số các tư tế quá ít không đủ để lột ra tất cả những con vật dâng làm lễ toàn thiêu anh em của họ là các thầy lê vi đã phải giúp họ cho đến khi công việc hoàn tất và cho đến khi các tư tế đã tự thánh hiến quả vậy các thầy lê vi thành tâm tự thánh hiến hơn các tư tế lại cũng có nhiều lễ toàn thiêu khác nữa không kể mỡ của các lễ vật kỳ an và những lễ dưới đi kèm với lễ tuần thiêu. Như thế, việc phụng tự đã được tái lập trong nhà Đức Chúa. Vua khít ki ra và toàn dân hoan hỉ về những điều Thiên Chúa đã thực hiện cho dân, bởi vì công việc tiến hành mau lẹ. SỰ Biên Niên Quyển 2 chương 30 Vua khít ki ra sai sứ giả đi khắp Israel và Judah, lại cũng viết cả văn thư mời Ephraim và Menashe đến nhà Đức Chúa ở Jerusalem để cử hành lễ vượt qua kính Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Vua, các thủ lãnh và toàn thể đại hội ở Jerusalem đã quyết định cử hành lễ vượt qua ấy vào tháng 2 vì họ không thể cử hành lễ ấy vào đúng thời gian quy định bởi không đủ số các tư tế đã tự thanh tẩy còn dân thì không kịp tề tựu về Jerusalem. Vua và đại hội thấy việc đó là chính đáng, vậy người ta đã quyết định thông báo cho toàn thể Israel từ er Sheva đến Dan về Jerusalem mừng lễ vượt qua kính Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Bởi vì trước đây chẳng mấy người thực hiện đúng như điều đã chép, bây giờ những người đưa thư đi khắp Israel và Judah mang theo thư của vua và của các thủ lãnh theo lệnh vua họ nói hỡi con cái israel hãy trở lại với đức chúa thiên chúa của tổ phụ abraham tổ phụ isaac và tổ phụ israel để người trở lại với số còn sót trong anh em là những người vừa thoát khỏi bàn tay của các vua A-xua. Đừng ăn ở như cha ông và các anh em của anh em. Họ đã lỗi phạm đến Đức Chúa, Thiên Chúa của Tổ tiên họ. Nên người đã để cho họ phải điêu linh như chính anh em đang thấy. Giờ đây, đừng cưng cổ như cha ông của anh em. Nhưng hãy suy phục Đức Chúa và tới thánh điện mà người đã thánh hiến đến muôn đời. Hãy phụng sự Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em để người nguôi cơn thịnh nộ với anh em. Thật vậy, nếu anh em trở lại với Đức Chúa thì các anh em của anh em và con cháu của anh em sẽ gặp được lòng thương xót trước mặt quân chiến thắng và sẽ được trở về đất này vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em là đấng từ bi nhân hậu. Người sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ nếu anh em trở lại với người. Những người đưa thư rào khắp thành này tới thành kia trong đất Ephraim và Manasseh cho đến tận dơ vu lun Nhưng người ta nhạo cười và chế giễu họ. Tuy vậy cũng có một số người thuộc các chi tộc A-xe, Mơ-na-xe và dơ vu lun chịu hạ mình và đến Jerusalem. Cả ở Juda, Thiên Chúa cũng ra tay làm cho họ đồng tâm nhất trí, thực hiện lệnh của vua và các thủ lãnh, đúng như lời của Đức Chúa. Vào tháng 2, một số đông dân chúng đã tề tựu về Jerusalem để cử hành lễ bánh không men. Thật là một đại hội quá ư đông đảo. Họ thẳng tay dẹp bỏ các bàn thờ đã được dựng lên ở Jerusalem và dẹp bỏ tất cả bàn thờ dân hương, rồi vứt xuống thung lũng khít rôn. Họ sát tế súc vật để mừng lễ vượt qua. Vào ngày 14 tháng 2, các tư tế và các thầy Lê Vi lấy làm hổ thẹn nên đã tự thánh hiến và đem các lễ vật toàn thiêu vào nhà đức chúa rồi họ đứng ở chỗ của mình đúng với quy tắc theo luật mô sê người của thiên chúa đã ấn định các thầy lê vi trao máu xúc vật cho các tư tế và các vị này đem rảy lên bàn thờ bởi có nhiều người trong đại hội chưa được thanh tẩy nên các thầy lê vi phải sát tế các xúc vật mừng lễ vượt qua thay cho họ để hiến dâng Đức Chúa. Vì đa số dân, đặc biệt nhiều người thuộc các tri tộc Ephraim, Menashe, Itzakha và Vô-Lun không được thanh tẩy mà vẫn ăn lễ vượt qua, không đúng như điều đã viết. Vì thế vua Khít Ki ra cầu nguyện cho họ rằng: Lạy Đức Chúa là đấng tốt lành, Xin xóa tội cho những người quyết tâm tìm kiếm Thiên Chúa là Đức Chúa Thiên Chúa của cha ông họ Dù họ không được thanh tẩy cho xứng với sự việc thánh. Đức Chúa đã nhậm lời vua Khít Ki ra Và cho dân được an toàn Còn cả Israel bây giờ đang ở Jerusalem Đã cử hành lễ bánh không men 7 ngày liền Trong niềm hân hoan vui sướng còn các thầy Lê Vi và các tư tế Ngày ngày hết lòng tán tụng Đức Chúa Bằng những nhạc cụ xứng hợp Vua Khít Ra đã khuyến khích tất cả các thầy Lê Vi Đang hứng khởi phục vụ Đức Chúa Họ đã long trọng ăn mừng suốt bảy ngày dâng lễ tế kỳ an và tạ ơn Đức Chúa Thiên Chúa của Tổ tiên họ Rồi toàn thể đại hội quyết định mừng thêm bảy ngày nữa và họ đã mừng lễ suốt bảy ngày trong niềm hân hoan. Vua Juda là Khít đã dành cho đại hội một ngàn con bò mộng và bảy ngàn chiên dê. Các thủ lãnh dành cho đại hội một ngàn con bò mộng và mười ngàn chiên dê. Một số đông tư tế đã tự thánh hiến. Toàn thể đại hội Juda, các tư tế, các thầy Lê Vi và toàn thể đại hội từ Israel, những người ngoại kiều từ israel và dân cư juda kéo đến tất cả đều hân hoan ở jerusalem người ta hân hoan vui sướng bởi vì từ thời vua salomon con vua david vua israel chưa hề xảy ra như thế bao giờ ở jerusalem các tư tế lê vi đứng lên chúc lành cho dân tiếng họ kêu cầu được thiên chúa chấp nhận và lời cầu nguyện của họ thấu đến tận nơi thánh của người, đến tận trời cao. Sử Biên Niên Quyển 2 chương 31 Khi tất cả công việc ấy đã hoàn tất, toàn dân Israel đang ở đó đi tới các thành xứ Judah, đập vỡ các trụ đá, bầm nát các cột thờ, triệt hạ các nơi cao và các bàn thờ trong toàn cõi Judah và Benjamin cũng như tại Ephraim và Menashe, cho đến khi phá hủy hoàn toàn. Sau đó toàn thể con cái Israel, ai về nhà nấy trong thành của mình. Vua Khít ki Gia tái lập các nhóm tư tế và các thầy Lê Vi, ai vào nhóm nấy, mỗi người theo phân vụ của mình. Tư tế cũng như thầy Lê Vi, để dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an và để phụng sự, tạ ơn cùng tán tụng tại các cửa doanh trại của Đức Chúa. Vua dành một phần tài sản của mình để làm lễ toàn thiêu. Lễ toàn thiêu ban sáng và ban chiều. Lễ toàn thiêu các ngày sa bát, các ngày đầu tháng và các ngày lễ, như đã được ghi trong lề luật của Đức Chúa. Rồi vua truyền cho dân, cho những người cư ngụ ở Jerusalem, nộp phần dành cho các tư tế và các thầy Lê Vi, để các vị này yên tâm thi hành lề luật đức chúa sau khi lời đó được phổ biến con cái israel mang nộp nhiều của đầu mùa gồm lúa mì rượu mới dầu tươi mật và mọi thứ hoa lợi ruộng đồng họ cũng mang nộp thuế thập phân về mọi thứ thật là rộng rãi ngay cả con cái israel và judah đang cư ngụ trong các thành xứ judah cũng mang nộp thuế thập phân về bò chiên dê thuế thập phân về các đồ thánh đã được thánh hiến để dâng đức chúa thiên chúa của họ họ xếp thành từng đống công việc này khởi sự vào tháng thứ ba và đến tháng thứ bảy mới kết thúc khi vua khít ki ra cùng các thủ lãnh đến và thấy sự việc như thế các ngài liền chúc tụng đức chúa và cám ơn dân của người là israel vua Khít ki Ra đã hỏi han các tư tế và các thầy Lê Vi về các thứ chất thành đống ấy. Vị tư tế thủ lãnh là ông Azak Rahu, thuộc dòng họ Sa Đốc, trình vua như sau. Từ khi người ta nộp phần trích dân cho nhà Đức Chúa, chúng tôi được ăn thỏa thuê mà vẫn còn dư rất nhiều và còn lại cả núi đầy bởi vì Đức Chúa đã ban phúc lành cho dân người. Vua khít kia ra truyền sửa sang lại các phòng trong nhà Đức Chúa. Người ta đã sửa sang lại và đã chân thành mang đến phần trích dân, thuế thập phân và các đồ thánh. Người trông coi các thứ đó là ông Conan Rahu, một thầy Lê Vi. Em ông là Sim Y, làm phụ tá. Các ông Rơ Khi Azad Rahu, Na Khắt, Asahen, Jerimoth, Rosavat, Elien, Jitmak Jahu, Makhat và Bernajahu làm giám thị dưới quyền ông Conan Jahu và em ông là Simi. Theo lệnh của vua Khít và ông Azak Jahu, người quản đốc nhà Thiên Chúa, ông Kore, con ông Jimna, thầy Levi giữ cửa phía đông được cử trông coi các lễ vật tự nguyện dâng Thiên Chúa, cùng phân phát các phần trích dâng cho Đức Chúa và các đồ cực thánh. Dưới quyền ông có các ông Eden, Minjamin, Jeshua, Shemajahu, Amakjahu và Shukhan Jahu. Trong các thành của các tư tế, các ông đó ân cần phân phát cho anh em họ theo các nhóm, lớn cũng như bé, miễn là thuộc phái nam từ ba tuổi trở lên đã đăng ký và cho bất cứ ai đến nhà đức chúa mỗi ngày tùy theo nhu cầu để phụng sự theo chức năng hợp với nhóm mình các tư tế đăng ký theo gia tộc của mình còn các thầy lê vi từ hai mươi tuổi trở lên đăng ký theo nhóm và chức vụ riêng người ta còn đăng ký cho mọi trẻ thơ cho vợ và con trai con gái của họ tóm lại là toàn thể đại hội bởi vì họ đã chân thành tự thánh hiến còn các tư tế con cái ông aaron sống ở các miền đồng cỏ thuộc các thành của họ thì trong mỗi thành đều có những người đã được chỉ định đích danh để phân phát các phần cho mọi người phái nam thuộc hàng tư tế và cho mọi người đã đăng ký vào số các thầy lê vi Vua Khitki ra đã làm như thế trong toàn cõi Juda. Vua đã làm điều thiện hảo ngay thẳng và chính trực trước mặt Đức Chúa là Thiên Chúa của vua. Trong mọi việc vua đã khởi sự từ việc phục vụ nhà Thiên Chúa đến việc tuân giữ lề luật và mệnh lệnh, vua đều nhằm tìm kiếm Thiên Chúa của vua với cả tâm hồn, nên vua đã thành công. Sử Biên Niên Quyển 2 chương 32 Sau khi nghe biết các sự việc và lòng trung thành của vua Khít Kija thì San Khê -Rip, vua Assur đến. Vua đến Juda đóng trại trước các thành kiên cố và ra lệnh phá các tường thành. Vua Khít ki thấy San Khê -Rip đến với ý đồ đánh Jerusalem, nên bàn mưu với các thủ lãnh và dũng sĩ của mình ngăn chặn các mạch suối ở bên ngoài thành, và họ đã ủng hộ vua. Đông đảo dân chúng tụ tập lại, ngăn tất cả các suối và khe nước chảy qua vùng đất ấy. Họ nói, Các vua ác su đến đây, làm sao còn kiếm được nhiều nước nữa? Vua phấn khởi, xây lại tất cả tường thành đổ nát, dựng những tháp canh và một bức tường khác bên ngoài. Vua còn cùng cố Milo thành vua David và làm rất nhiều lao cũng như thuẫn. Vua đặt các tướng lãnh cai quản dân chúng, rồi triệu tập họ lại ở quảng trường của Cổng Thành và khích lệ họ rằng, Mạnh bạo lên! can đảm lên! Đừng sợ hãi! Đừng kinh khiếp trước mặt vua Asua và trước tất cả đám đông đi với vua ấy! Bởi vì đấng ở với chúng ta mạnh hơn những người ở với vua ấy. Ông ta chỉ có sức mạnh phàm nhân. Còn chúng ta có Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Đấng phù hộ và chiến đấu bên cạnh chúng ta. Dân chúng được khích lệ vì những lời lẽ của Khít ki Ra, vua Juda. Sau đó, Sancherib, vua Ashur, ở lại La Khít cùng với tất cả binh lực vua sai thuộc hạ đến Jerusalem gặp Khít vua Juda cùng toàn dân Juda ở Jerusalem và nói rằng: San vua Assur nói thế này: Các ngươi tin tưởng vào cái gì mà cứ ở mãi trong Jerusalem bị vây hãm vậy? Chẳng phải Khít đã phỉnh gạt các ngươi để cho các người chết đói, chết khát khi nói rằng, đức chúa thiên chúa của chúng ta sẽ giải thoát chúng ta khỏi tay vua Assur đó sao? Lại chẳng phải Khít kỳ ra đã dẹp các tế đàn ở nơi cao và các tế đàn khác của người đó sao? Ông ta đã nói với người Juda và người Jerusalem rằng. Các người chỉ sụp xuống lại một tế đàn mà thôi và chỉ dân hương trên tế đàn đó. Há, các người chẳng biết ta và cha ta đã làm gì cho toàn dân thiên hạ? Có phải thần minh của các nước thiên hạ đã giải phóng sư sợ chúng khỏi tay ta? <tức> Trong tất cả thần minh, của các nước mà cha ông ta đã cho biệt hiến đã có thần nào giải phóng được dân mình khỏi tay ta và thiên chúa các người có thể giải phóng các ngươi khỏi tay ta chăng vậy bây giờ các ngươi đừng để khiếp Kisa ra lừa dối và phỉnh gạt như thế đừng tin vào ông ta vì nếu không có thần của bất cứ nước nào hay vương quốc nào có thể giải phóng chúng khỏi tay ta và tay cha ông ta, thì ngay cả thiên chúa các người cũng không giải phóng các người khỏi tay ta được. <laughs> Thuộc hạ của Sanherib còn nói phạm đến đức chúa là thiên chúa và nói phạm đến Khidki-ra tôi tớ người vua ấy cũng viết thư thoá mạ đức chúa là thiên chúa Israel và nói phạm đến người rằng cũng như các thần của các nước thiên hạ đã không giải phóng dân mình khỏi tay ta thì thiên chúa của Khietkiza cũng không giải phóng dân mình khỏi tay ta được rồi chúng dùng tiếng Juda la lớn cho dân Jerusalem đang ở trên tường thành phải sợ hãi kinh hoàng để chiếm lấy thành Chúng nói về thiên chúa của Jerusalem, y hệt như nói về các thần của các dân thiên hạ. Coi đó như sản phẩm do tay người phàm. Vì những lời phạm thượng ấy, vua Khít ghi ra và ngôn sứ Isaia, con ông A-mốc, cầu nguyện và kêu lên trời. Bấy giờ Đức Chúa sai một thiên sứ đến tiêu diệt tất cả dũng sĩ tinh nhuệ, các vị chỉ huy và các tướng lãnh trong doanh trại của vua a vua phải xấu hổ rút về xứ sở mình khi vua vào đền thờ thần của mình mấy người con vua đã dùng gươm hạ sát vua ngay tại chỗ như thế đức chúa đã cứu vua khitki ra và dân cư ở jerusalem khỏi tay san sanherib vua Át-xua, và khỏi tay mọi thù địch lại cho họ được yên ổn tư bề nhiều người mang lễ phẩm đến jerusalem dâng kính đức chúa và mang tặng vật dâng khít ki ra vua juda từ đó về sau nhà vua được mọi nước kính trọng trong những ngày ấy vua khít ki ra mắc một chứng bệnh nguy hiểm vua cầu cùng đức chúa người nhậm lời và ban cho vua một dấu lạ nhưng vua khít ki ra không đền đáp ân huệ đức chúa đã ban vì vua sinh lòng kiêu ngạo nên cân thịnh nộ giáng trên vua trên Juda và dân cư ở Jerusalem. Bấy giờ vua khít ki ra và dân cư ở Jerusalem hạ mình xuống, sửa tính kiêu ngạo, nên cơn thịnh nộ của Đức Chúa không giáng xuống nữa. Bao lâu vua khít ki ra còn sống? Vua khít ki ra có rất nhiều của cải và được đầy vinh quang. Vua cho xây nhiều kho để chứa vàng bạc đá quý dầu thơm, khiên mộc và tất cả những đồ quý giá, cũng như các kho để chứa lúa miến, rượu mới, dầu tươi. Vua lại cho làm chuồng để nhốt súc vật và lập cánh đồng cỏ để nuôi chiên bò. Vua truyền xây nhiều thành và nuôi rất nhiều đàn vật lớn nhỏ vì Thiên Chúa ban cho vua rất nhiều của cải. Chính vua Khít Kỳ đã ngăn đầu nguồn nước suối Ghi Khôn, rồi dẫn nước chảy xuôi xuống phía tây thành vua David vua khít ki ra thành công trong mọi điều toan tính. Vì vậy, khi các sứ giả được hàng thủ lãnh Babylon sai đến gặp vua, để điều tra về dấu lạ xảy ra trong xứ, Thiên Chúa đã bỏ rơi vua để thử xem lòng dạ vua thế nào. Còn các việc khác của vua khít ki ra, cũng như các việc đạo đức của vua, tất cả đều được viết trong sách thị kiến của ngôn sứ Isaiah, con ông Amok, trong sách các vua juda và israel vua khít ra an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất gần con đường đi lên phần mộ con cái vua david khi vua chết toàn thể juda và dân cư jerusalem đã đến viếng vua con vua là mơ lên ngôi kế vị sử biên niên quyền 2 chương 33 mươi Mêna sẽ lên ngôi vua khi được 12 tuổi và trị vì 55 năm ở Jerusalem. Vua đã làm điều giữ trái mắt Đức Chúa theo những thói ghê tởm của các dân mà Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Israel. Vua xây lại những nơi cao mà vua cha là ki gia đã triệt hạ. Vua lập các tế đàn kính Ba-an, làm các cột thờ sụp lạy toàn thể các thiên binh và phụng thờ chúng. Vua xây các tế đàn trong nhà Đức Chúa như Đức Chúa phán. Chính ở Jerusalem, danh ta sẽ tồn tại muôn đời. Trong hai sân của nhà Đức Chúa, vua đã xây các tế đàn kính toàn thể các thiên binh. Vua làm lễ thiêu các con trai mình trong thung lũng Ben Hinnom, làm nghề chiêm tinh và phù thủy, lập ra các cô đồng và thầy bói Vua làm nhiều điều giữ trái mắt Đức Chúa để trêu giận người. Vua đặt các ngẫu tượng vua đã làm ra trong nhà Thiên Chúa. Nhà mà Thiên Chúa đã phán với vua David và vua Salomon, con vua. Tại nhà này và ở Jerusalem, nơi ta đã chọn giữa mọi chi tộc Israel, ta sẽ đặt danh ta mãi mãi. Ta sẽ không để chân Israel rời khỏi phần đất ta đã định cho tổ tiên chúng. Chỉ cần chúng lo làm đúng theo những gì ta đã truyền cho chúng và đúng theo tất cả lề luật, quyết định và phán quyết qua trung gian mô -xê. Vua mơ đã làm cho Juda và Jerusalem lạc đường, khiến họ làm điều dữ hơn cả những nước mà đức chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái israel đức chúa đã phán với vua mơ na và dân của vua nhưng họ không quan tâm khi ấy đức chúa đã cho các tướng lãnh của vua át xua đến đánh họ chúng dùng ngóc bắt vua mơ na đi xích vua bằng sợi dây đồng chấp đôi và điệu về babylon khi bị khốn quẫn vua đã làm cho nét mặt đức chúa thiên chúa của vua dịu lại và vua đã hạ mình xuống tột bậc trước nhan thiên chúa của tổ tiên vua. Vua đã cầu nguyện với người và người đã nhận lời vua. Người đã nghe lời vua van xin mà cho vua trở về Jerusalem để cai trị vương quốc. Nhờ vậy, vua Menashe nhận biết rằng chính Đức Chúa mới thực là Thiên Chúa. Sau đó vua xây một bức tường bên ngoài thành vua David về phía tây Ghi Khôn trong thung lũng cho đến lối vào cửa cá tường này bao quanh ô phen vua xây bức tường này rất cao vua còn đặt các tướng chỉ huy trong mọi thành kiên cố của juda vua dẹp các thần ngoại bang và các ngẫu tượng ra khỏi nhà đức chúa cũng như mọi tế đàn vua đã xây trên núi nhà đức chúa và ở jerusalem vua quẳng tất cả ra ngoài thành vua tái lập bàn thờ kính Đức Chúa, dâng lễ tế kỳ an và tạ ơn trên bàn thờ này. Vua truyền Juda phải phụng thờ Đức Chúa là Thiên Chúa Israel. Dù vậy, dân chúng vẫn còn tế lễ trên các tế đàn, nhưng là để dâng kính Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. Những chuyện còn lại của vua Menashe, lời vua cầu nguyện cùng Thiên Chúa và những lời các thầy chiêm nói với vua nhân danh Đức Chúa Thiên Chúa Israel. Tất cả điều này được ghi trong sách công vụ các vua Israel. Lời vua cầu nguyện, cách vua được nhậm lời, mọi tội vua phạm, sự bất trung của vua, các nơi cao vua đã dựng, cũng như các cột thờ và các ngẫu tượng trước khi vua hạ mình xuống. Tất cả đều được ghi chép trong sách công vụ của ông Khô Giai. Vua Menashe đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong cung điện của vua. Con vua là Amon lên ngôi kế vị. Amon lên làm vua khi được 22 tuổi và trị vì 2 năm ở Jerusalem. Vua đã làm điều giữ trái mắt Đức Chúa như vua cha là xe. Tất cả các tượng thần vua xe cha của vua đã làm, vua Amon đều tế lễ và phụng thờ chúng. Nhưng vua không hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa như vua Na-xe, cha của vua đã làm, trái lại, vua càng phạm thêm nhiều tội. Các thuộc hạ của vua đã âm mưu chống lại và giết chết vua trong cung điện. Dân trong xứ hạ sát mọi kẻ đã âm mưu chống lại vua Amon và tôn con vua là Josiah lên ngôi kế vị. sử biên niên quyển 2 chương 34 -hu lên làm vua khi được tám tuổi và trị vì ba mươi mốt năm ở jerusalem vua đã làm những điều ngay chính trước mắt đức chúa và đi theo đường lối vua david tổ tiên vua vua không đi trạch bên phải bên trái năm thứ tám triều đại của vua lúc còn là một thanh niên vua bắt đầu tìm kiếm thiên chúa của vua david tổ tiên vua và năm thứ mười hai vua bắt đầu thanh tẩy xứ juda và thành jerusalem loại ra khỏi đó các tế đàn các cột thờ các tượng tạc tượng đúc trước sự chứng kiến của vua người ta triệt hạ các tế đàn kính thần ba an còn bàn thờ dân hương trên các tế đàn ấy vua chặt nát ra các cột thờ các tượng tạc tượng đúc bằng đồng vua đập tan nghiền thành mảnh vụn rồi ném lên mộ những kẻ đã cúng tế các tượng ấy. Vua đốt xương các tư tế trên các tế đàn kính các tượng ấy, rồi thanh tẩy xứ Juda và thành Jerusalem. Trong các thành của các chi tộc Menashe, Ephraim, Simeon, cho đến Naphtali, cũng như lãnh thổ bị chiếm đóng chung quanh các chi tộc này, vua triệt hạ các tế đàn, các cột thờ còn các tượng tạc vừa chặt ra rồi nghiền thành mảnh vụn. Trong khắp Israel, vua chặt tất cả các bàn thờ dân hương rồi trở về Jerusalem. Năm thứ 18 triều đại của vua, sau khi thanh tẩy xứ sở và nhà Đức Chúa, vua sai ông Safan, còn ông Asan Jahu, ông Maasejahu, tổng đốc Jerusalem và ông Joach, con viên quản lý văn khố rô a khát đi trùng tu nhà đức chúa thiên chúa của vua họ đến gặp thượng tế khin ki ra hu mang theo số bạc dâng vào nhà thiên chúa mà các thầy lê vi canh cửa đã nhận được từ tay những người thuộc các tri tộc mơ na ephraim và từ khắp nơi trong israel cũng như toàn cõi juda benjamin và các dân cư ở jerusalem họ trao số bạc đó cho những người lo việc sửa chữa những người được đặt lên lo việc nhà đức chúa những người này trả công cho thợ để sửa chữa và trùng tu nhà đức chúa lại cũng trao bạc cho các thợ mộc và thợ xây nhà để mua đá đẽo và gỗ làm xà làm rầm thay vào các gian nhà các vua juda đã để hư hại những người thợ này hành động liêm chính. Họ làm việc dưới quyền những người có trách nhiệm hướng dẫn. Đó là các thầy Levi Ra Khát, Ovat Ra Hu thuộc dòng dõi Merari và các ông Dơ Khác Ra và Mơ Su Lam thuộc dòng dõi Cơ Hát. Các thầy Lê Vi là những người chơi thạo các nhạc khí, đứng trông coi những khu khuân vác và hướng dẫn mọi công nhân mỗi người tùy theo khả năng nghề nghiệp của mình trong số các thầy lê vi có những người làm ký lục lục sự và giữ cửa đang lúc người ta lấy số bạc đã dâng vào nhà đức chúa ra thì tư tế khin kỳ -ra hu thấy sách luật của đức chúa đã được ban qua ông Mô-xê. ông khin kỳ -ra hu lên tiếng nói với ký lục sa phan <laughs> tôi đã tìm thấy sách luật trong nhà đức chúa <laughs> rồi ông khinh ki hu trao sách ấy cho ông sa phan ông sa phan đem về cho vua và thưa rằng tất cả những gì du ký thác cho bề tôi thì họ đang thi hành họ đã xuất số bạc tìm thấy trong nhà đức chúa cho những người phụ trách những người lo việc sửa chữa rồi ký lục sa phan báo tin cho vua như sau tư tế khin ki đã đưa cho tôi một cuốn sách sau đó ông sa phan đọc sách trước mặt vua nghe những lời ghi chép trong sách luật vua xé áo mình ra rồi truyền lệnh sau đây cho ông khin ki cho ông a khi cam con ông sa phan cho ông Abdon con ông mi kha cho ký lục sa phan và ông Asa ra, tôi tớ của vua. Hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho số sót còn lại trong Israel và trong Juda về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây. Vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không giữ lời Đức Chúa, mà làm theo mọi điều đã được ghi chép trong sách này. Ông khinh Kijahu và những người vua đã chỉ định Đi gặp nữ ngôn sứ Khunda Vợ người phụ trách phòng lễ phục là ông Salum Con ông Tóc Hát Cháu ông Khát Ra Bà ở tại khu vực phụ thuộc thành Jerusalem Họ đã thưa chuyện với bà như lệnh vua truyền Rồi bà bảo họ Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel Phán thế này Hãy nói với người đã cử người đến gặp ta Đức Chúa phán thế này Ta sắp giáng họa xuống nơi đó Xuống dân cư ở nơi đó Dán tất cả những lời nguyên rủa Đã được ghi chép trong sách Mà người ta đã đọc trước mặt vua Judah Vì chúng đã bỏ ta và đã đốt hương kính các thần khác để trêu giận ta bằng mọi việc tây chúng làm cơn thịnh nộ của ta sẽ trút xuống nơi này và cơn thịnh nộ đó sẽ khôn nguôi các ông hãy nói thế này với vua judah đã sai các ông đi thỉnh ý đức chúa đức chúa thiên chúa của israel phán thế này những lời mà ngươi đã nghe vì ngươi đã mềm lòng và hạ mình trước nhan thiên chúa khi nghe những lời ta đã nói chống lại nơi đó và dân cư ở đó vì ngươi đã hạ mình trước nhan ta đã xé áo mình ra và khóc lóc trước nhang ta thì ta ta cũng đã nghe sấm ngôn của Đức Chúa này ta sẽ cho ngươi sum họp với tổ tiên ngươi ngươi sẽ được bình yên sum họp nơi phần mộ ngươi mắt ngươi sẽ không thấy gì về tất cả tai họa ta sắp giáng xuống nơi này. Họ đã trình lại cho vua câu trả lời ấy. Vua sai người tập hợp tất cả kỳ mục của Juda và Jerusalem lại, rồi cùng với mọi người Juda và dân cư ở Jerusalem, cũng như các tư tế, các thầy Lê và toàn dân, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất. Vua lên nhà Đức Chúa, đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách giao ước đã tìm thấy trong nhà đức chúa đứng trên bệ cao vua lập giao ước trước nhan đức chúa cam kết đi theo đức chúa và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh chỉ thị và quy tắc của người để thi hành các khoản giao ước được ghi chép trong sách đó vua truyền cho tất cả những người đang có mặt ở jerusalem và benjamin phải tuân hành dân cư ở Jerusalem giữ đúng giao ước của Thiên Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ. Vua Josiahu loại bỏ tất cả những điều ghê tởm ra khỏi đất đai thuộc con cái Israel và bắt buộc tất cả những ai đang ở Israel phải phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. Trong suốt đời vua, họ đã không rời bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ. Sử Biên Niên Quyển 2 chương 35 Vua Josijahu cử hành lễ vượt qua kính Đức Chúa ở Jerusalem. Chiên vượt qua được sát tế vào ngày 14 tháng thứ nhất. Vua cắt đặt các tư tế vào những chức vụ tương xứng và khuyến khích họ yên tâm phục vụ nhà Đức Chúa. Vua nói với các thầy Lê Vi là những người huấn luyện toàn thể Israel và là những người được thánh hiến cho Đức Chúa từ khi hòm bia được đặt trong nhà do vua salomon con vua david vua israel xây cất các ông không còn phải kề vai khiên nữa bây giờ các ông hãy lo phụng thờ đức chúa thiên chúa của các ông và phục vụ israel dân người các ông hãy sẵn sàng theo gia tộc và nhóm mình đúng như sắc chỉ của vua david vua israel và sắc lệnh của vua salomon con vua david trong nơi thánh các ông hãy đứng vào chỗ dành cho gia đình các thầy lê vi để phục vụ gia tộc anh em các ông là con cái trong dân hãy sát tế chiên vừa qua hãy thánh hiến và chuẩn bị cho anh em các ông cử hành lễ vừa qua như đức chúa đã truyền qua ông mose vua Josijahu tặng cho con cái trong dân các thú vật nhỏ, chiên và dê để cho mọi người có mặt mừng lễ vượt qua. Tổng số là 30.000 con và bò khoảng 3.000 con. Tất cả súc vật ấy đều lấy trong tài sản của vua. Các thủ lãnh của vua cũng trích phần riêng tặng làm lễ vật tự nguyện cho dân, cho các tư tế và các thầy Lê Vi các ông Khin ki ra hu dơ khắc ra hu và dơ khi en những người cai quản nhà thiên chúa tặng cho các tư tế hai ngàn sáu trăm con chiên và ba trăm con bò để mừng lễ vượt qua các thủ lãnh của các thầy lê vi là các ông conan ra hu sơ ma ra hu nơ than en cùng anh em kha sáp ra hu rơ y en Rojavad trích tặng các thầy lê vi năm ngàn con chiên và năm trăm con bò để mừng lễ vượt qua công việc sắp xếp xong các tư tế đứng vào vị trí của mình còn các thầy lê vi đứng theo nhóm riêng đúng như lệnh vua truyền rồi họ sát tế chiên vượt qua các tư tế nhận lấy máu từ tay các thầy lê vi mà rảy còn các thầy lê vi thì lột ra các con vật sát tế khi chia phần cho con cái trong dân tùy theo mỗi gia tộc họ để riêng phần làm lễ toàn thiêu dâng cho đức chúa như ghi chép trong sách ông mô xê đối với bò cũng thế họ nướng chiên vượt qua theo luật định còn các của thánh hiến khác thì nấu trong nồi vạc chảo rồi họ mau mắn phân phát cho toàn thể con cái trong dân sau đó họ mới dọn cho mình và cho các tư tế vì các tư tế con cái ông Aharon phải dâng lễ toàn thiêu và mỡ mãi cho đến đêm. Vì thế các thầy Lê Vi dọn cho mình và cho các tư tế con cái ông Aharon. Các ca viên con cái ông Asap đứng ở chỗ của mình theo lệnh truyền của vua David của các ông Asap, Heman, Jeduthun, thầy chiêm của vua. Còn những người canh đứng ở các cửa không ai sao lãng công việc của mình, vì anh em của họ là các thầy Lê Vi, chuẩn bị cho họ đầy đủ. Thế là trong ngày hôm ấy, tất cả việc phụng thờ Đức Chúa đã được tổ chức để cử hành lễ vượt qua và dâng lễ toàn thiêu trên bàn thờ Đức Chúa, đúng như lệnh vua Josijahu đã truyền. Bấy giờ con cái Israel có mặt, đã cử hành lễ vượt qua, cũng như lễ bánh không men trong bảy ngày chưa bao giờ có một lễ vượt qua nào được cử hành như thế trong israel từ thời ngôn sứ samuel và cũng chẳng có một vua nào trong israel đã cử hành lễ vượt qua như vua joshijahu đã cử hành có đông đủ tư tế các thầy levi toàn thể judah và israel cũng như các dân cư ở jerusalem tham dự lễ vượt qua này được cử hành vào năm thứ mười tám triều Jahu. Sau tất cả những việc vua Josijahu đã làm để trùng tu nhà Đức Chúa rồi, thì Nơ Khô, vua Ai Cập dẫn quân đi giao chiến ở các cơ mít bên bờ sông Euphrates. Vua Josijahu ra đón vua Nơ Khô. Vua này sai sứ giả đến gặp vua Josijahu và nói: Này vua Judah, giữa tôi và ngài có chuyện gì thế? Hôm nay tôi đến đây không phải để chống lại Ngài, nhưng để chống lại một dòng họ thù nghịch. Và Thiên Chúa truyền cho tôi phải làm gấp. Thôi, đừng cưỡng lại Thiên Chúa. Đấng đang ở với tôi, kẻo nhà vua bị người tiêu diệt. Nhưng vua Josirahu không chịu rút lui, vẫn cứ giao chiến với vua Nơ Khô lại không chịu nghe lời vua nơ khô nói nhân danh thiên chúa vua ra nghênh chiến tại cánh đồng mơ gít đô và bị lính dùng tên bắn trúng vua liền nói với thuộc hạ đưa ta đi ta bị trọng thương rồi thuộc hạ đưa vua ra khỏi xe trận chuyển sang xe thứ hai và trở về jerusalem tại đây vua tắt thở và được chôn cất trong phần mộ của tổ tiên cả xứ Juda và thành Jerusalem đều để tang vua Josiahu. Ông Jeremia làm một bài điếu ca, khóc vua Josiahu. Cho đến ngày nay, tất cả nam nữ ca viên đều nói đến vua Josiahu trong các bài điếu ca của họ. Điều này trở thành tục lệ ở Israel. Các bài này đã được ghi chép trong sách điếu ca. Các chuyện còn lại của vua Josiahu và những việc tốt lành vua đã làm đều đúng với những điều đã được ghi chép trong sách luật của Đức Chúa. Các chuyện ấy từ đầu đến cuối đều được ghi chép trong sách các vua Israel và Juda SỰ BIÊN NIÊN QUYỀN 2 CHƯƠNG 36 Dân trong xứ chọn Jehoa con vua Josiahu, và tôn lên làm vua kế vị vua cha tại Jerusalem. A-Khát lên ngôi vua khi được 23 tuổi và trị vì 3 tháng ở Jerusalem. Vua Ai Cập truất phế vua A-Khát và không cho cai trị ở Jerusalem nữa. Lại bắt dân trong xứ phải triều cống 3.000 ký bạc và 30 ký vàng. Vua Ai Cập đặt Enjakim là anh vua A-Khát lên làm vua Judah và Jerusalem rồi cho đổi tên là Jehoiakim. -ja Còn em vua này là Joachat, thì vua Nơ Khô bắt đưa sang Ai Cập. Jehoiakim -ja lên ngôi vua khi được 25 tuổi và trị vì 11 năm ở Jerusalem. Vua đã làm điều giữ trái mắt Đức Chúa là Thiên Chúa của vua, nên bị Nabucodonosor, vua Babylon tiến đánh, bị xích bằng sợi dây đồng chấp đôi và bị điệu về Babylon. Vua Nabucodonosor cho đem một số đồ dùng trong nhà Đức Chúa về Babylon và để ở điện thờ của vua tại đó. Các chuyện khác của vua Jehoiakim -ja và những điều ghê tởm vua làm cùng các điều xảy đến cho vua tất cả đều được ghi chép trong sách các vua Israel và Judah. Jehoiakim, -ja con vua lên ngôi kế vị. Jehoiachin lên ngôi vua khi được 18 tuổi và trị vì 3 tháng 10 ngày ở Jerusalem. Vua đã làm điều giữ trái mắt Đức Chúa. Vào dịp đầu năm mới, vua Nabucodonosor sai người đến điệu vua Jehoiachin về Babylon cùng với các đồ vật quý giá của nhà Đức Chúa. Rồi đặt chú của vua này là Sikijahu lên làm vua Judah và Jerusalem. Sid Kijahu lên ngôi vua khi được 21 tuổi và trị vì 11 năm ở Jerusalem. Vua đã làm điều giữ trái mắt Đức Chúa Thiên Chúa của vua và không chịu hạ mình xuống trước mặt ngôn sứ Jeremia là người đã nói nhân danh Đức Chúa. Mặc dù vua Na-bu-co-no-no-so bắt vua phải thề nhân danh Thiên Chúa, nhưng vua vẫn nổi lên chống lại và còn cứng đầu cứng cổ lòng trai dạ đá, không chịu trở về cùng Đức Chúa Thiên Chúa Israel. Tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng, mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của chư dân, và làm cho nhà Đức Chúa đã được thánh hiến ở Jerusalem ra ô uế. Đức Chúa Thiên Chúa của Tổ tiên họ, vẫn không ngừng sai sứ giả của người đến cảnh cáo họ. Vì người hằng thương xót dân và thánh điện của người nhưng họ nhạo cười các sứ giả của thiên chúa khinh thường lời người và chế diệu các ngôn sứ của người khiến đức chúa bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân người đến vô phương cứu chữa đức chúa để cho vua can đê tiến lên đánh họ vua này dùng gươm giết các thanh niên ngay trong thánh điện của họ chẳng chút xót thương bất kể thanh niên thiếu nữ kẻ đầu xanh cũng như người tóc bạc đức chúa trao tất cả họ vào tay vua can đê mọi đồ vật trong nhà thiên chúa dù to hay nhỏ các kho tàng của nhà đức chúa các kho tàng của nhà vua và của các tướng lãnh vua can đê đều cho đưa về babylon quân can đê đốt nhà thiên chúa triệt hạ tường thành jerusalem phóng hỏa đốt các lâu đài trong thành và phá hủy mọi đồ đạc quý giá những ai còn sót lại không bị gươm đâm, thì vua bắt đi đầy ở Babylon. Họ trở thành nô lệ của vua và con cháu vua, cho đến thời vương quốc Ba Tư ngự trị. Thế là ứng nghiệm lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Jeremia rằng, cho đến khi đất được hưởng bù những năm sa bát và suốt thời gian nó bị tàn phá, nó sẽ nghỉ cho hết 70 năm tròn năm thứ nhất thời vua Kiro trị vì nước Ba Tư, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Jeremia được hoàn toàn ứng nghiệm. Đức Chúa tác động trên tâm trí Kiro vua Ba Tư, vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau. Kiro vua Ba Tư phán thế này, Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời, đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất chính người trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho người một ngôi nhà ở jerusalem tại judah vậy ai trong các ngươi thuộc dân của người thì xin đức chúa thiên chúa của họ ở với họ và họ hãy tiến lên